Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 82. Quý tộc đến từ viễn cổ. Diệp Quân nhíu mày, có ý gì? Huyết Thi Cao lớn lắc đầu, không biết, vì năm đó chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ bé, hoàn toàn không thể biết được một vài bí mật quan trọng của nền văn minh. Diệp Quân nhất thời hơi ngạc nhiên, năm đó các ông cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé thôi sao? Huyết Thi gật đầu, trong trận chiến với Lửa Thiên Hành năm đó, những cao thủ tuyệt thế chân chính của gia tộc ta gần như đều chết hết, chúng ta đều là những người có thiên phú không tệ được nền văn minh đưa tới tiên đạo thụ, sau đó nhờ cổ tự này bảo vệ mới có thể giữ được một mạng. Diệp Quân hơi tò mò, lúc trước trong nền văn minh của các ông có bao nhiêu cao thủ khai đạo cảnh? Khai đạo chân chính ấy? Huyết Thi trầm giọng nói, 5 người, mà lúc đó người đứng đầu nền văn minh của chúng ta đã là bán bộ độc khai nhất đạo rồi. Nói đến đây, trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng phức tạp, đáng tiếc vẫn không có khả năng chống lại Lửa Thiên Hành kia. 5 cao thủ khai đạo cảnh. Một cao thủ bán bộ độc khai nhất đạo, Diệp Quân đã hiểu rõ đại khái thực lực của nền văn minh vũ trụ cấp 4, nhưng nghĩ đến điều gì? Hắn lại hỏi, lúc trước người bí ẩn kia mở thiên môn với tinh không thôn vệ thú kia là thế nào? Huyết Thi trầm giọng nói, thiên yêu giới, đây là một thế giới phụ thuộc vào nền văn minh thuật giả của chúng ta trước đây, vì bọn họ cách rất xa chúng ta nên bọn họ đã thoát được khỏi nguy cơ diệt thế. Nhưng cao thủ chủ chốt của nền văn minh thuật giả chúng ta đều đã chết trận, nền văn minh sa sút, hiện tại đương nhiên bọn họ sẽ không còn tôn sùng chúng ta nữa. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này Huyết Thi kia hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, cậu thật sự không phải người của nền văn minh thiên hành ư? Diệp Quân cười đáp, không phải. Huyết Thi hơi nghi ngờ, Lửa Thiên Hành đó. Lửa Thiên Hành à? Diệp Quân mỉm cười nói, trước đây Lửa Thiên Hành này đã đến nền văn minh của chúng ta, sau đó bị cô của ta trấn áp. Buộc đầu hàng. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Huyết Thi hoàn toàn ngây người. Những Huyết Thi khác cũng tỏ vẻ ngơ ngác. Trấn áp Lửa Thiên Hành, đây là nghiêm túc à? Khi nghe thấy lời Diệp Quân nói, Nhất Niệm ở bên cạnh hắn cũng không quá bất ngờ, vì cô ta đã đoán được từ trước. Với thực lực của Diệp Quân bây giờ hắn hoàn toàn không thể trấn áp được Lửa Thiên Hành, chỉ có người phụ nữ kia và kiếm tu xuất hiện lúc trước mới có thực lực đó. Trong mắt Huyết Thi lóe lên cảm xúc phức tạp. Sau đó ông ta nói, xem ra nền văn minh thuật giả chúng ta vẫn còn hơi ếch ngồi đáy giếng. Diệp Quân nói, chúng ta tiếp tục nói về lai lịch của cổ tự kia đi, mọi người còn biết gì về cổ tự này không? Huyết Thi trầm giọng nói, chúng ta cũng không biết nhiều lắm, nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì có thể đi tới di tích nền văn minh bí ẩn chúng ta phát hiện lúc trước. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, bây giờ nơi đó vẫn còn à? Huyết Thi gật đầu, chắc là vẫn còn. Lúc trước chỗ đó được nền văn minh thuật giả của chúng ta bảo vệ, dù nền văn minh và cao thủ bình thường phát hiện ra cũng không thể đi vào được. Diệp Quân hỏi, ở vị trí nào? Huyết Thi mở lòng bàn tay, một chùm tia sáng xuất hiện, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, ánh sáng kia lập tức bay vào giữa chân mày hắn, chẳng mấy chốc, trong đầu Diệp Quân xuất hiện một tọa độ vũ trụ. Sau đó, Diệp Quân xa sầm mặt, xa lắm. Huyết Thi gật đầu, quá xa. Nếu Diệp công tử muốn đi thì phải. Diệp Quân cười nói, có tọa độ vũ trụ là được. Kiếm Thanh Huyên có thể vượt qua được vách ngăn thời không của vũ trụ. Chỉ cần có tọa độ vũ trụ chính xác, hắn có thể sử dụng Kiếm Thanh Huyên để di chuyển, đến nơi ngay lập tức. Diệp Quân nhìn đám Huyết Thi trước mặt, sau đó nói, bây giờ các ông ở lại đây chuyên tâm tu luyện, tốt nhất là có thể tu luyện tới khai đạo cảnh. Huyết Thi cười khổ, muốn đạt tới khai đạo cảnh chân chính hoàn toàn là chuyện không có khả năng, nhưng chúng ta có truyền thừa, muốn đạt đến ngụy khai đạo cảnh hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Quân hơi tò mò, thực lực của ngụy khai đạo cảnh và khai đạo cảnh chân chính có chênh lệch lớn không? Huyết Thi trầm giọng nói, hoàn toàn không thể so sánh. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Huyết Thi lại nói, nhưng khai đạo cảnh chân chính vẫn khá là hiếm có trong toàn bộ vũ trụ. Diệp Quân chợt nói, ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo về cảnh giới. Huyết Thi vội nói, Diệp thiếu đừng khách sáo thế, cậu muốn hỏi gì cứ hỏi, nếu biết chắc chắn chúng ta sẽ không giấu giếm. Bây giờ ông ta thật sự rất kính trọng Diệp Quân, đặc biệt là sau khi biết Diệp Quân có cô trấn áp được Lửa Thiên Hành, ông ta đã xem Diệp Quân như người của nền văn minh cấp 5.
Diệp Quân nói, rất nhiều người tu luyện sau khi đạt đến 10 phần thần tính đều lựa chọn độc khai nhất đạo, có ai tu luyện nhân tính, dùng nhân tính để trấn áp thần tính không? Nghe thấy câu hỏi của Diệp Quân, Huyết Thi nhất thời hơi ngạc nhiên, vì sao Diệp công tử lại biết đến nhân tính? Diệp Quân hỏi ngược lại, nền văn minh thuật giả các người thật sự có người tu luyện nhân tính à? Huyết Thi trầm giọng nói, lúc trước người đứng đầu nền văn minh chúng ta tu luyện nhân tính, sau khi khai đạo, ngài ấy lập tức thử tu luyện nhân tính, dùng nhân tính áp chế thần tính. Thật ra ngài ấy cũng đã sắp thành công, vì sau khi khai đạo thực lực của ngài ấy cũng đã tăng lên, tiếc là lúc đó lửa thiên hành của nền văn minh thiên hành lại đến. Nói đến đây, trong mắt ông ta lộ vẻ tiếc nuối. Nếu lúc trước không có lửa thiên hành, người đứng đầu nền văn minh thuật giả trước đây đã có thể tiến thêm một bậc, khi đó có lẽ kết quả sẽ khác. Diệp Quân trầm giọng nói, nếu nói thế, độc khai nhất đạo dùng nhân tính áp chế thần tính sẽ mạnh hơn độc khai nhất đạo bằng thần tính, tiểu tháp chợt cất lời, có lẽ là thế, thực lực của chân tỷ ngươi và tông chủ quá khứ tông kia rõ ràng là mạnh hơn những cao thủ độc khai nhất đạo chúng ta gặp phải bây giờ. Phải biết rằng tông chủ quá khứ tông đó có thể làm gãy kiếm Thanh Huyên, nhưng những cao thủ độc khai nhất đạo mà ngươi gặp bây giờ hoàn toàn không thể làm được như thế. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Đối mặt những cao thủ khác, dù là độc khai nhất đạo, hắn vẫn dám cầm kiếm Thanh Huyên chiến đấu một trận. Nhưng nghĩ đến tông chủ quá khứ tông kia, hắn vẫn thấy hơi sởn tóc gáy. Đến tận bây giờ, người phụ nữ đó là người duy nhất không sợ kiếm Thanh Huyên của hắn. Lúc này, Diệp Quân chợt nhận được tin tức của Thín Du, vì thế hắn bèn dẫn theo Nhất Niệm rời khỏi nơi này. Huyết Thi cao lớn đứng yên tại chỗ với tâm trạng rất phức tạp. Đương nhiên nhiều hơn là sự rung động. Không ngờ người phụ nữ kia lại có thể khiến lửa thiên hành phải chịu thua. Đó là lửa thiên hành đấy. Thật sự quá đáng sợ. Lần này nền văn minh thuật giả đúng là tự tìm đường chết. Đáng đời lắm. Lúc này một Huyết Thi ở sau lưng Huyết Thi cao lớn chợt cất lời, dù nền văn minh thuật giả bị tiêu diệt, nhưng đây cũng không phải là chuyện xấu với chúng ta. Mấy Huyết Thi nhìn về phía Huyết Thi vừa lên tiếng, Huyết Thi kia lại nói, hiện tại chúng ta đi theo hắn chắc chắn có thể đạt đến một tầm cao mới. Nghe thấy thế, mấy Huyết Thi ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, đúng là như thế, bây giờ bọn họ đi theo Diệp Quân, với bối cảnh đáng sợ của tên này. Chắc chắn sau này bọn họ có thể đi được xa hơn. Nghĩ đến đây, tâm trạng đau buồn vì nền văn minh bị tiêu diệt lúc trước cũng thoáng chốc biến mất. Ở một nơi khác, Diệp Quân tìm đến Tín Du, lúc này Tín Du đang cùng một vài nhóm người vây quanh một nguồn phát tín hiệu. Diệp Quân dẫn theo Nhất Niệm đi tới cạnh Tín Du, sau đó hỏi, sao vậy? Tín Du nhìn chằm chằm nguồn tín hiệu kia, trầm giọng nói, phân tích được một vài tin tức. Diệp Quân vội hỏi, tin tức gì? Tay phải Tín Du nhẹ nhàng vung lên, thời không cách trước mặt bọn họ không xa khẽ rung, sau đó có hai chữ xuất hiện trước mặt ba người, thủy tộc. Thủy tộc. Diệp Quân nhíu mày, người bắn ra nguồn tín hiệu này đến từ một nền văn minh gọi là thủy tộc à? Tín Du gật đầu, phải. Nói xong, cô ta nhìn về phía Diệp Quân, hơn nữa thủy tộc này còn có liên quan đến cổ tự mà ngươi thu thập được trước kia. Dứt lời. Cô ta nhẹ nhàng chỉ tay phải về phái nguồn tín hiệu phía xa, chẳng mấy chốc, một ký hiệu bí ẩn xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ký hiệu này rất giống một chữ cái, đặc biệt tương tự với cổ tự mà Diệp Quân lấy được kia. Diệp Quân trầm giọng nói, có lẽ là khi người bí ẩn kia bắn nguồn tín hiệu về phía vũ trụ, nền văn minh thủy tộc bí ẩn kia đã thông qua nguồn tín hiệu người đó bắn ra dò xét đến đây, hơn nữa cảm nhận được cổ tự kia. Tín Du gật đầu, có lẽ là thế. Diệp Quân hỏi, còn gì khác nữa không? Tín Du lắc đầu, nội dung khá là phức tạp, chúng ta vẫn chưa thể phân tích rõ ràng, nhưng có thể chắc chắn tạm thời nền văn minh thủy tộc này không có ý thù địch gì với chúng ta, vì nếu bọn họ có ý thù địch thì có lẽ đã thẳng thừng phái cao thủ đến rồi. Đương nhiên cũng có lẽ là vì kiêng dè chúng ta, dù sao bọn họ cũng không rõ thực lực của chúng ta. Diệp Quân mở lòng bàn tay. Cổ tự kia xuất hiện, bây giờ cổ tự này không có chút linh khí dao động nào, hoàn toàn rơi vào trạng thái yên tĩnh. Rõ ràng là bị lửa thiên hành làm tổn thương đến căn nguyên. Diệp Quân chợt thấy hơi nhớ Tiểu Bạch, nếu Tiểu Bạch ở đây, chắc chắn nó có thể giúp cổ tự này sống lại một cách dễ dàng. Dù bây giờ hắn có rất nhiều tổ mạch nhưng bảo hắn cho thứ này hấp thu tổ mạch,
hắn vẫn thấy hơi tiếc. Những tổ mạch kia phải dùng để phát triển vũ trụ quan huyên. Tín Du trầm giọng nói, ta nhớ người bí ẩn trước kia có nói, nền văn minh thuật giả của bọn họ có thể phát triển lên là nhờ cổ tự này, nói cách khác lai lịch của nó. Diệp Quân hỏi, nền văn minh vũ trụ cấp 5. Nét mặt Tín Du dần trở nên nặng nề, không biết. Nền văn minh vũ trụ cấp 5 là nền văn minh đáng sợ đến mức nào? Trước mắt cũng chỉ có mỗi nền văn minh thiên hành là nền văn minh vũ trụ cấp 5 mà họ được biết. Diệp Quân nhìn cổ tự trong tay, sau đó nói, ta định đi tới di tích phát hiện cổ tự này xem thử. Tín Du nhìn về phía Diệp Quân, đi ngay bây giờ sao? Diệp Quân gật đầu. Tín Du cũng gật đầu, ta cũng muốn đi với ngươi, nhưng bây giờ nền văn minh Tu La xảy ra quá nhiều chuyện, ta vẫn muốn trao đổi với muội muội tiểu ái của ngươi. Hơn nữa trong nguồn tín hiệu này vẫn còn nội dung khác, ta phải ở lại đây tiếp tục nghiên cứu, vì thế chỉ có thể để ngươi đi một mình thôi. Diệp Quân gật đầu, được. Tín Du nói, có cần gửi tín hiệu hồi âm cho nguồn tín hiệu này không? Diệp Quân hỏi, có thể à? Tín Du trầm giọng đáp, có thể, nhưng có lẽ sẽ hơi chậm, vì chúng ta không biết thực lực của người bí ẩn kia, hơn nữa hình như người đó sử dụng bí pháp gì đó để gửi nguồn tín hiệu này. Diệp Quân cười nói, vậy tạm thời không cần trả lời, đợi ta đi thăm dò trước đã. Tín Du gật đầu, được. Diệp Quân nói, tạm biệt. Sau khi mấy người nhóm Tín Du rời khỏi tiểu tháp, Diệp Quân biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Sau khi Diệp Quân rời đi, Tín Du nhìn về phía cuối tinh không một lúc lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt, chúng ta đi thôi. Dứt lời, cô ta dẫn mọi người xoay người rời đi. Tại một tinh vực không biết tên, thời không ở chỗ nào đó đột nhiên rung động dữ dội, sau đó có một tia kiếm quang phá không bay ra. Một người đàn ông cả người đầy máu chậm rãi xuất hiện từ bên trong khe hở không gian kia. Người đàn ông này chính là Diệp Quân. Diệp Quân chưa đi được hai bước đã ngã xuống, hắn nằm trong hư không, cả người đều không còn cảm giác. Kiếm Thanh Huyền thật sự có thể đưa hắn di chuyển trong thời không. Nhưng hắn quên mất một điều là khoảng cách lần này thật sự quá xa, mà di chuyển trong thời không với khoảng cách xa như thế, thân thể và thần hồn của hắn hoàn toàn không chịu được. Vì thế vừa di chuyển trong thời không chưa bao lâu, hắn đã vội vàng chạy ra ngoài. Nếu còn kéo dài thêm một chút nữa, hắn sẽ giết chết chính mình. Diệp Quân nằm im trong hư không, mặc cho cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh khôi phục thân thể của hắn. Không lâu sau đó, dường như cảm nhận được điều gì, sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc thay đổi, hắn ngồi phát dậy ngẩng đầu nhìn về phía xa, cuối tầm mắt hắn có những tia chớp màu máu liên tục kéo đến. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Quân thoáng chốc thay đổi, cái quái gì vậy? Lúc này, Nhất Niệm xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô ta nhìn về phía xa, sau đó nói, vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân ngây người. Sau đó nhìn về phía xa một lần nữa, hắn phát hiện những lôi kiếp màu máu này và uy áp của nó rất giống với thứ hắn nhìn thấy ở kiếp giới. Nơi này đang trải qua vũ trụ kiếp. Diệp Quân ngơ ngác, hắn vừa đến vũ trụ nào vậy? Lúc này, lôi kiếp đang lao về phía hắn với một tốc độ rất kinh khủng. Sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, đang muốn dùng kiếm Thanh Huyền bỏ chạy thì lúc này, bên dưới đột nhiên có tia đao khí phóng lên cao. Đao khí này ngăn cản lôi kiếp màu máu kia. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi, đây là ai mà mạnh thế? Diệp Quân nhìn xuống bên dưới biển mây có một người đàn ông trung niên tay cầm trường đao đứng đó, mái tóc ông ta xõa xuống, ngông cuồng ngổ ngược, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Sau lưng ông ta còn có vô số cao thủ tu sĩ cao cấp. Diệp Quân cẩn thận quan sát người đàn ông trung niên một lúc, người đàn ông này ít nhất là ách đạo cảnh đỉnh cao. Khí thế vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là đạo ý tản ra từ trên người ông ta, vô cùng bá đạo tựa như gió thét mưa gào. Sau lưng ông ta còn có 9 cao thủ 10 phần thần tính, khí thế của 9 người này cũng rất mạnh mẽ, tuy trong mắt bọn họ cũng lộ vẻ kiêng dè nhưng đa phần là sự quyết tâm không sợ cái chết. Sau lưng những người này còn có rất nhiều người, trong mắt bọn họ tràn đầy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Vũ trụ kiếp đến rồi. Dưới vô số lôi kiếp này, chúng sinh chẳng khác nào những chú kiến. Ngay cả nơi để chạy trốn cũng không có. Lúc này, đao khí của người đàn ông kia chợt vỡ tan,
vô số lôi kiếp cuồn cuộn kéo đến. Người đàn ông cầm đao hít sâu một hơi, ông ta xoay người nhìn tất cả mọi người xung quanh, lúc này, vô số người ở sau lưng cũng đang nhìn ông ta. Người đàn ông trước mắt chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Người đàn ông cầm đao thu hồi tầm mắt, ông ta chợt xoay người biến thành đao khí bay lên cao. Xoẹt! Thời không nơi đao khí đi qua thoáng chốc vỡ tan. Người đàn ông cầm đao chém tới, lôi kiếp vũ trụ vô tận lại bị ông ta đánh lui một lần nữa, nhưng ngay sau đó, vô số lôi kiếp lại kéo đến một lần nữa, đao khí của người đàn ông cầm đao thoáng chốc trở nên hư ảo. Người đàn ông cầm đao gào thét, vô số đao ý và đao khí kéo đến như thủy triều, những đao ý và đao khí này biến thành những tấm chắn che chở ngăn cách toàn bộ đất trời. Nhưng vũ trụ kiếp lại ngày càng nhiều hơn. Tuy đao khí và đao ý của người đàn ông mạnh, nhưng hoàn toàn không thể chống lại vũ trụ kiếp vô tận kia. Lúc này, thân thể của người đàn ông cầm đao thoáng chốc trở nên hư ảo. Một ông lão đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, ông lão run rẩy nói, đao chủ, đủ rồi. Chúng ta cam chịu số phận đi. Người đàn ông cầm đao nhìn chằm chằm phía xa, đao khí và đao ý mà ông ta dốc hết sức đánh ra đã ngày càng hư ảo. Lúc này, trong mắt ông ta cũng lộ vẻ u ám. Ngay lúc này, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân ở cách xa mấy nghìn trượng, ông ta giơ tay trái, một đao khí đột nhiên kéo xuống từ trên trời, ngay sau đó, mấy triệu chiếc nhẫn chứa đồ bị ông ta thu thập lấy, sau đó ông ta vung tay áo, mấy triệu chiếc nhẫn chứa đồ đánh tan thời không, dừng lại ngay ngắn trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi nghi ngờ. Người đàn ông đột nhiên vung tay trái xuống dưới, trong nháy mắt, hơn trăm người trẻ tuổi bị ông ta bắt lấy, ném đến trước mặt Diệp Quân. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, đạo hữu, xin cậu ra tay giúp nền văn minh thương vận của chúng ta bảo vệ chút nòi giống. Không đợi Diệp Quân đáp lời, người đàn ông lại nói tiếp, nếu cảm thấy khó xử cũng không sao, những chiếc nhẫn chứa đồ kia đều tặng hết cho đạo hữu. Diệp Quân nhìn những người trẻ tuổi trước mặt, đa số những người này đều đang tái mặt, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi, dù hơi cố giả vờ bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ bất an và thấp thỏm. Diệp Quân nhìn ra được thiên phú của những người này cũng rất cao, đặc biệt là một cô gái dẫn đầu, cô gái mặc váy dài màu xanh dương, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt, không lớn tuổi lắm, chỉ khoảng 20 mấy, nhưng đã là cao thủ 9 phần thần tính. Rất yêu nghiệt, nhưng đối diện với tai họa thế này, những thiên tài yêu nghiệt là bọn họ hoàn toàn không có tác dụng gì cả, chỉ có thể tuyệt vọng và chờ chết thôi. Diệp Quân rời mắt khỏi cô gái, sau đó nhìn người đàn ông cầm đao phía xa. Lúc này thân thể người đàn ông đã trở nên vô cùng hư ảo. Có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng ông ta vẫn đang nhìn Diệp Quân. Thật ra ông ta cũng không biết thiếu niên này có thể sống sót khỏi kiếp nạn lớn này hay không, nhưng ông ta biết chắc chắn hắn không phải một người bình thường. Diệp Quân nhìn về phía trước mặt người đàn ông cầm đao, trước mặt ông ta có vũ trụ kiếp vô cùng vô tận kéo đến, dù uy lực của nó không bằng được vũ trụ kiếp của chân vũ trụ. Nhưng cũng rất kinh khủng, hắn bây giờ hoàn toàn không thể nào ngăn cản được. Hơn nữa dù có ngăn cản cũng không được, kiếp này sinh ra từ chúng sinh trong vũ trụ, trừ khi có thể trấn áp được như chân tỷ, nếu không có ngăn cản cũng chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Quân thầm nói trong lòng, huyết thi tiền bối, chúng ta liên thủ với nhau có thể trấn áp vũ trụ kiếp này không? Huyết thi cao lớn lập tức nói, không được. Chỉ có cao thủ khai đạo cảnh chân chính mới có thể trấn áp vũ trụ kiếp đáng sợ này thôi. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Huyết Thi lại nói, Diệp Thiếu, ta đề nghị cậu đừng cứu người của nơi này. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Huyết Thi trầm giọng nói, ta cảm nhận được sự tồn tại của ác đạo, chúng sinh ở đây gặp phải kiếp nạn này chính là vận mệnh sắp đặt, nếu cậu cứu người thì chẳng khác nào để dính vào nhân quả, đắc tội với ác đạo. Chỉ một ác đạo thì còn đỡ, sợ rằng là tổ chức bí ẩn đó thôi. Diệp Quân nhíu mày, tổ chức bí ẩn. Huyết Thi hơi ngạc nhiên, Diệp công tử không biết à? Diệp Quân lắc đầu. Huyết Thi trầm giọng nói, một tổ chức rất bí ẩn, tổ chức này chỉ thu nhận ác đạo, sau khi mỗi một vũ trụ trải qua vũ trụ kiếp, tổ chức bí ẩn đó đều sẽ xuất hiện, sau đó đón ác đạo đi. Nền văn minh thuật giả của chúng ta cũng từng điều tra tổ chức bí ẩn này. Nhưng không bao lâu đã phải từ bỏ. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Huyết Thi giải thích, vì nước ngày càng sâu, hơn nữa vũ trụ của chúng ta còn cách vũ trụ kiếp rất xa, vì thế cũng không tiếp tục điều tra bọn họ nữa,
chủ yếu là không muốn xảy ra mâu thuẫn gì với bọn họ. Diệp Quân gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Huyết Thi lại nói, Diệp Thiếu phải nhanh chóng rời đi, vì ta cảm thấy hơi bất an, nếu đoán không lầm thì có lẽ tổ chức bí ẩn đó sắp xuất hiện rồi. Tổ chức bí ẩn. Đón ác đạo. Diệp Quân im lặng suy nghĩ một lát, sau đó hắn nhìn người đàn ông cầm đao phía xa, lúc này đao khí và đao ý của ông ta đã hoàn toàn trở nên hư ảo, trước mặt ông ta có lôi kiếp vô cùng vô tận kéo đến, cực kỳ đáng sợ. Khi nhìn thấy cảnh này, vô số người bên dưới đều điên cuồng chạy trốn. Cả những cao thủ 10 phần thần tính kia cũng thế. Lúc đầu bọn họ còn ôm chút hy vọng, cảm thấy có thể chống lại vũ trụ kiếp này, nhưng sự thật tàn khốc nói với bọn họ hoàn toàn không thể chống lại được vũ trụ kiếp. Trốn. Tất cả mọi người đều điên cuồng chạy trốn. Toàn bộ vũ trụ trở nên hỗn loạn. Diệp Quân thu hồi tầm mắt, sau đó hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên cầm đao, trầm giọng nói, thực lực của các hạ không kém, vốn nên rời đi, vì sao phải chết ở nơi này? Người đàn ông trung niên cười to, ta có trách nhiệm trên vai, sao có thể sống tạm qua ngày được? Diệp Quân thầm thấy kính nể, lập tức nói, ta sẽ cứu người. Dứt lời, hắn đưa hết tất cả mọi người trước mặt vào trong tiểu tháp. Người đàn ông cầm đao quay đầu nhìn Diệp Quân, nói với giọng điệu biết ơn, đa tạ. Nói xong, ông ta đột nhiên gào thét, cơ thể lập tức bốc cháy. Thiêu đốt linh hồn. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên một lần cuối, sau đó xoay người ngự kiếm biến mất khỏi vị trí ban đầu. Đương nhiên hắn không thể cứu được tất cả mọi người của nền văn minh, dù không gian trong tiểu tháp rất rộng lớn nhưng mỗi khi đưa một người vào trong đều sẽ làm hao tổn thần hồn của hắn, vì tiểu tháp đã dung hợp với hắn rồi. Diệp Quân vừa ngự kiếm biến mất, người đàn ông cầm đao phía xa đã biến thành tro bụi, trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ kiếp đã nuốt chửng toàn bộ sinh linh của vũ trụ này. Không biết đã bao lâu trôi qua, có một hư ảnh chậm rãi xuất hiện trong lôi kiếp đỏ như máu, quanh người hư ảnh này bao phủ bởi một hơi thở vô cùng tà ác. Ác đạo. Lúc này, thời không trước mặt nó đột nhiên rung động, không lâu sau đó, một bà lão chậm rãi xuất hiện, bà lão khá thấp, lưng gù, tóc bạc phơ, mặt như xác khô, trong đôi mắt có màu đỏ như máu, trông rất u ám. Sau lưng bà lão còn có hai hư ảnh đi theo, hai hư ảnh này rất cao lớn. Mặc trường bào, trong tay mỗi người cầm một thanh trường kiếm đỏ như máu. Sau khi bước ra, bà lão thản nhiên nhìn ác đạo kia, sau đó nói, có lẽ người biết ta là ai. Ác đạo cúi chào, bái kiến đạo bà. Bà lão quay đầu nhìn về hướng Diệp Quân bỏ chạy trước đó bằng ánh mắt lạnh lùng, dám cứu người dưới kiếp, đúng là tự tìm đường chết. Hư ảnh cầm trường kiếm màu đỏ như máu sau lưng bà ta lặng lẽ đuổi theo. Bà lão nhìn khu vực lôi kiếp bên dưới, sau đó tỏ vẻ coi thường, yếu như sên mà cũng muốn chống lại vũ trụ kiếp như chân vũ trụ kia, đúng là không biết điều. Chân vũ trụ. Nhắc đến nơi này, sắc mặt bà lão chợt trở nên dữ tợn, người phụ nữ kia đã áp chế một vị ác đạo rất nhiều lần. Bà lão hít sâu một hơi, sau đó nói với vẻ giễu cợt, ả ta cho rằng ả ta có thể áp chế ác đạo mãi, đúng là buồn cười, không biết rằng ả ta càng áp chế ác đạo sẽ càng mạnh. Nói đến đây, bà ta chậm rãi nhắm mắt lại, ngày tháng tốt đẹp của ả ta sắp kết thúc rồi. Hư ảnh sau lưng bà ta chợt cất lời, đã chắc chắn chưa? Bà lão gật đầu, đã chắc chắn rồi, giết chân thần, cứu ác đạo, nhưng để tránh có sơ suất, chúng ta phải mời một vài trợ thủ. Lúc trước sở dĩ bọn họ không ra tay là vì ác đạo của chân vũ trụ kia không có giá trị gì cả, nhưng bây giờ thì khác, sau khi bị trấn áp vô số lần. Ác đạo đó đã không giống những ác đạo bình thường, nếu thoát khỏi vòng vây, thì uy lực của nó đúng là hủy diệt đất trời, vì thế bọn họ đã lên kế hoạch giết chân thần, cứu ác đạo. Trong một tinh vực không rõ nào đó, thời không đột nhiên nứt ra, sau đó có một tia kiếm quang bay ra. Kiếm quang tản đi, một người đàn ông trên người đẫm máu xuất hiện. Người đó chính là Diệp Quân. Trước đó vì tránh khỏi vũ trụ kiếp đáng sợ kia. Hắn đành phải mượn kiếm Thanh Huyên tiến hành vượt qua thời không một lần nữa, hơn nữa vì lý do an toàn hắn vẫn di chuyển theo tọa độ của di tích nền văn minh bí ẩn kia. Mà chỉ di chuyển chưa được nửa khắc, hắn đã không chịu được nữa, chỉ đành chạy ra ngoài. Diệp Quân nằm trong hư không, cảm thấy cả người đau đớn như sắp tê dại, hắn không khỏi lắc đầu cười khẽ. Không thể không nói cơ thể này của hắn thật sự quá yếu.
Trước kia hắn chưa từng sử dụng kiếm Thanh Huyền di chuyển xa như vậy bao giờ, hai lần nữa suýt thì khiến hắn toi đời. Diệp Quân lấy một tổ nguyên ra ăn vào, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, mượn tâm sinh mệnh và cây thần tự nhiên để chữa thương. Trong lúc chữa thương, Diệp Quân chợt nói, Sấu Nguyên, nói cho ta nghe sơ qua về vũ trụ kiếp và tổ chức bí ẩn kia đi. Sấu Nguyên là tên của huyết thi cao to kia. Sấu Nguyên trầm giọng nói, vũ trụ kiếp là kiếp nạn mà tất cả vũ trụ đều phải trải qua, kiếp nạn này không thể nào tránh thoát, hơn nữa còn nằm trong quy luật đại đạo. Dù không thể tránh thoát nhưng vẫn có nền văn minh vũ trụ có cách tự vệ, ví dụ như nền văn minh thuật giả của chúng ta, trước đây chúng ta cũng từng trải qua vũ trụ kiếp, nhưng lúc đó chúng ta đã đưa toàn bộ tinh anh của nền văn minh rời khỏi vũ trụ kia, tìm một vùng đất mới để sinh sống. Diệp Quân nhíu mày, đưa tinh anh của nền văn minh đi. Sấu Nguyên nói, phải, vì hoàn toàn không thể đưa sinh linh của toàn bộ vũ trụ đi, đó là chuyện hoàn toàn không thể làm được. Vì thế chỉ có thể đưa tinh anh của nền văn minh đi, mà chỉ cần những tinh anh nòng cốt còn sống, thì dù ở nơi nào, một nền văn minh vẫn có thể nhanh chóng phát triển. Diệp Quân nhẹ giọng nói, vậy những người còn lại? Sấu Nguyên đáp, cũng đành chịu thôi, đối với người bên trên, dù có đưa những người đó đi cũng chẳng có tác dụng gì, nói khó nghe là mang những người vô dụng đi chỉ lãng phí linh khí. Bình thường còn đỡ, không ai quan tâm đến ngươi, nhưng một khi gặp phải họa lớn, ngươi là người ở cấp thấp nhất, bọn họ hoàn toàn không thèm quan tâm, chết bao nhiêu người cũng chỉ là một con số với bọn họ mà thôi. Diệp Quân gật nhẹ đầu, hiểu rồi. Thật ra đây là hành động rất thực tế. Giống như Đao Tu trước kia, vào thời khắc nguy hiểm, ông ta cũng bảo hắn cứu những thiên tài yêu nghiệt nhất của nền văn minh. Vì những thiên tài và yêu nghiệt này còn sống, nền văn minh mới còn có hy vọng. Sấu Nguyên nói tiếp, thật ra những nền văn minh chúng ta từng gặp đều chọn ra sức đào tạo những thiên tài và yêu nghiệt cao cấp, vì bọn họ là tương lai của toàn bộ nền văn minh, còn nếu gặp nguy hiểm cũng sẽ nghĩ đường lui cho bọn họ trước, để nền văn minh được tiếp nối, lúc trước chúng ta cũng vì lý do đó nên cuối cùng mới có thể sống sót. Diệp Quân cười nói thế, ta với nền văn minh thuật giả các ông. Sấu Nguyên vội nói, chuyện này không thể trách Diệp công tử được. Là nền văn minh thuật giả của chúng ta tự chuốc lấy. Diệp Quân cười khẽ, sau đó nói, giới thiệu cho ta về tổ chức bí ẩn kia đi. Sấu Nguyên nói, ta cũng không hiểu quá nhiều về tổ chức bí ẩn thu nhận ác đạo này. Ta chỉ biết tổ chức này rất bí ẩn, bọn họ kêu gọi ác đạo ở mọi vũ trụ, ác đạo càng mạnh bọn họ sẽ càng thích, hơn nữa ác đạo cũng rất sẵn lòng gia nhập vào bọn họ. Diệp Quân nhẹ giọng nói, chắc chắn mỗi ác đạo đều có thực lực hủy diệt đất trời. Bọn họ liên tục kêu gọi ác đạo, thì thực lực của bọn họ. Sấu Nguyên trầm giọng đáp lời, chắc chắn là rất kinh khủng, phải biết rằng năm đó khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, nền văn minh thuật giả của chúng ta còn từng tiêu diệt nền văn minh vũ trụ cấp 4 khác, nhưng năm đó lúc người đứng đầu nền văn minh điều tra thế lực này, điều tra được một nửa thì đột nhiên dừng lại, còn nói là rất khó dò, đủ để biết thế lực này đáng sợ đến mức nào. Diệp Quân gật đầu, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Vì bây giờ chân tỷ đang trấn áp một ác đạo, hơn nữa đây còn không phải ác đạo bình thường. Lúc này, Sấu Nguyên chợt nói với giọng điệu hoảng hốt, Diệp thiếu cẩn thận, có hơi thở bí ẩn đang tiếp cận cậu. Nghe thấy thế, Diệp Quân ngồi dậy, hắn vừa mới xoay người thì một thanh trường kiếm đỏ như máu đã chém tới từ thời không trước mặt hắn. Diệp Quân lập tức rút kiếm chém một phát. Hai tia kiếm quang bộc phát, Diệp Quân lập tức bị chấn động đến mức lùi lại. Hư ảnh kia đột nhiên nhảy lên, xông thẳng về phía Diệp Quân, nhưng lúc này, Sấu Nguyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta chợt đánh một quyền tới. Cú đấm khiến hư ảnh kia phải dừng lại. Lúc này, hư ảnh cầm kiếm trên cả tay trái, sau đó nâng trường kiếm trong tay chém về phía trước. Oanh! Một tia huyết mang lập tức bộc phát, Sấu Nguyên bị lực lượng mạnh mẽ của thanh kiếm này làm liên tục lùi lại, nhưng ngay sau đó... Sấu Nguyên đột nhiên giẫm chân phải để đứng vững lại, ông ta bay ra ngoài như một viên đạn đại bác. Hư ảnh phía xa lập tức bị đánh bay mấy nghìn trượng. Sau khi bị đánh bay, hư ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Sấu Nguyên, trường kiếm trong tay ông ta đột nhiên rung động dữ dội. Sấu Nguyên híp mắt, Diệp công tử, cậu chữa thương trước đi. Dứt lời, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải. Giác! Thời không xung quanh đột nhiên nứt ra,
sau đó tinh vực trong phạm vi triệu trượng xung quanh cũng nứt thành hình mạng nhện. Ở cách đó không xa, Diệp Quân mới bắt đầu chữa thương, bảy huyết thi cũng đã bảo vệ xung quanh hắn. Bây giờ bọn họ là một thể với Diệp Quân, nếu Diệp Quân chết thì chắc chắn cô gái váy trắng đó cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhớ đến cô gái váy trắng, bọn họ lại cảm thấy sởn tóc gáy. Diệp Quân nhìn hư ảnh phía xa, tuy thấy hơi nghi ngờ lai lịch của đối phương, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà ngồi xếp bằng xuống nhanh chóng chữa thương. Hư ảnh ở phía xa đột nhiên biến thành một tàn ảnh biến mất khỏi vị trí ban đầu. Xoẹt! Một tia kiếm quang đỏ như máu đột nhiên lóe lên. Trong mắt Sậu Nguyên lóe lên sát khí, hắn tiến về phía trước đánh ra một quyền. Cú đấm mang theo huyết mang ngút trời. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang vọng trong thiên địa, cùng lúc đó, toàn bộ tinh không cũng nổ tung. Một người và một huyết thi đồng thời lùi lại, nhưng sau đó, cả hai lại xông về phía nhau một lần nữa. Ầm! Những tiếng nổ dày đặc vang vọng khắp xung quanh. Cách đó không xa, bảy huyết thi bảo vệ chặt chẽ Diệp Quân, không cho lực lượng của Sậu Nguyên và hư ảnh kia ảnh hưởng đến hắn. Bọn họ cũng không đi tới giúp đỡ, thứ nhất là khi đấu tay đôi, Sậu Nguyên không thích người khác giúp đỡ, thứ hai là họ cũng sợ trong bóng tối vẫn còn cao thủ bí ẩn khác muốn ra tay với Diệp Quân. Hư ảnh ở phía xa đột nhiên bay lên trời, hai tay cầm trường kiếm đỏ như máu chém về phía Sậu Nguyên, kiếm chém xuống, muôn nghìn tia kiếm khí màu đỏ trút xuống như thác nước. Trên mặt Sậu Nguyên không có chút sợ hãi nào, tay phải ông ta nắm chặt thành quyền. Trong lòng bàn tay có vô số quyền ý ngưng tụ, những quyền ý này chứa đựng ý chí đại đạo, mà khi Sậu Nguyên vung nắm đấm, một sức mạnh hủy diệt đất trời cũng thoáng chốc làm toàn bộ vũ trụ tinh không sụp đổ. Trong nháy mắt, vô số quyền ý và kiếm mang đan xen với nhau, những cơn sóng xung kích lực lượng đáng sợ liên tục lan ra khắp xung quanh như sóng trào. Toàn bộ tinh không vũ trụ trở thành một màu tối đen. Tinh quang của vũ trụ bên ngoài vừa mới tiến vào khu vực này đã lập tức bị chôn vùi. Lúc này, hư ảnh kia đột nhiên sử dụng kiếm vực mạnh mẽ thoáng chốc trấn áp quyền ý ngút trời của Sậu Nguyên, nhưng ngay sau đó, Sậu Nguyên biến thành một tia quyền mang phóng lên cao, sau đó liên tục đánh về phía kiếm vực. Oanh! Trong kiếm vực có tiếng nổ liên tục vang lên, chưa bao lâu, kiếm vực đã sụp đổ. Hư ảnh đột nhiên dừng lại. Ông ta chĩa thẳng thanh kiếm ở giữa chân mày, trong miệng đọc thầm ngôn ngữ mà mọi người xung quanh không thể hiểu được. Rắc! Thời không trên đầu hư ảnh đột nhiên nứt ra, sau đó một lôi kiếp đỏ như máu chém thẳng xuống, tràn vào trong trường kiếm của ông ta. Thấy cảnh này, Sậu Nguyên lập tức nhíu mày. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở mắt, hắn đứng lên rồi nói, cùng xông lên bắt sống ông ta. Dứt lời, hắn biến thành một tia kiếm quang xông tới. Mấy huyết thi xung quanh hắn cũng vội vàng đuổi theo. Thấy mấy người nhóm Diệp Quân muốn đánh hội đồng, hư ảnh kia đột nhiên hét to một tiếng giận dữ rồi vung trường kiếm, xoay người ngự kiếm biến mất ở cuối tinh hà. Oanh! Mấy người Diệp Quân ngăn chắn lôi kiếp kiếm khí kia, nhưng lúc này hư ảnh đó cũng đã biến mất. Diệp Quân xa sầm mặt, đây là người đến từ đâu vậy? Sậu Nguyên mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay ông ta có một tia chớp nhỏ bé lay động. Ông ta trầm giọng nói, đây là lôi kiếp của vũ trụ kiếp. Diệp Quân nhí ưu mày, tổ chức bí ẩn kia sao? Sậu Nguyên gật đầu, có lẽ lúc trước sau khi chúng ta cứu những người đó đã bị tổ chức bí ẩn kia phát hiện ra. Diệp Quân im lặng, hắn không ngờ lại gặp phải tổ chức bí ẩn đó. Trong mắt Sậu Nguyên lộ sự lo lắng, thực lực người này không tầm thường, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Quân gật đầu, mọi người trông chừng giúp ta một lát. Ta đi gặp những người đó, dứt lời hắn bèn đi vào trong tiểu tháp. Có hơn trăm người đang đứng cạnh một tảng đá lớn ở bên sông, dẫn đầu là cô gái mặc váy xanh kia, cô ta là người trẻ tuổi nhất ở đây, nhưng cũng là người có thực lực mạnh nhất. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Thấy Diệp Quân, mọi người đều hơi đề phòng. Cô gái dẫn đầu hơi do dự, sau đó cất lời, tiền bối, nền văn minh thương vận của chúng ta. Diệp Quân lắc đầu, đã không còn nữa rồi. Nét mặt cô gái thoáng chốc trở nên u ám, cô ta hơi cúi đầu, người run rẩy. Sắc mặt những người còn lại cũng tái đi. Lúc này một thiếu niên đột nhiên bước ra, căm tức nhìn Diệp Quân bằng đôi mắt đỏ thẫm, người có thần vật này, rõ ràng có thể cứu được tất cả mọi người của nền văn minh chúng ta, vì sao thấy chết mà không cứu?
Vì sao? Dứt lời, hắn ta thả ra khí thế mạnh mẽ bao phủ lấy Diệp Quân. Diệp Quân nhìn người đàn ông đó, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. Ngay lúc này, cô gái váy dài xanh bỗng tiến đến trước, sau đó tát vào mặt người đàn ông một bạt tai. Bốp! Âm thanh rõ to vang lên. Người đàn ông văng ra xa cả mấy trăm trượng, cuối cùng đập người vào một tảng đá lớn, cơ thể nổ tung, máu thịt văng tứ phía. Mọi người sửng sốt. Cô gái bỗng cách không trung tóm lấy linh hồn của người đàn ông trước mặt, sau đó không đợi người đàn ông kịp phản ứng, cô ta đã đè linh hồn đó quỳ xuống. Không chỉ vậy, bản thân cô ta cũng quỳ xuống trước mặt Diệp Quân. Mọi người đều thấy khó hiểu. Cô gái quay phát lại nhìn mọi người, quỳ xuống. Quỳ xuống. Giọng nói như sấm rền, mọi người đều run sợ khi nghe tiếng quát của cô gái. Thấy trong mắt cô gái đầy sát khí, không ai dám nói gì cả, lập tức quỳ xuống. Cô gái xoay người cúi đầu với Diệp Quân, thật xin lỗi, người này còn trẻ vẫn chưa hiểu chuyện nên đã mạo phạm đến ngươi, muốn giết muốn chém gì thì tùy ngươi. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, không nói gì. Cảm giác áp bức vô hình bỗng bao trùm lấy mọi người. Mặc dù cảnh giới của Diệp Quân không cao bằng bọn họ, nhưng cả người hắn lại có uy thế nặng nề ép bức người khác. Cô gái đó quỳ rạp dưới đất, không nhìn thấy được vẻ mặt của cô ta. Nhưng có rất nhiều người trong số những người ở phía sau cô ta lại tỏ vẻ không phục và không thoải mái, chẳng qua là e ngại thực lực của cô gái này nên họ không dám phản kháng. Diệp Quân bỗng bật cười, sau đó xoay người lại đưa tất cả mọi người ra khỏi tiểu tháp. Trong tinh không, đám cô gái sau khi được chuyển ra ngoài vẫn quỳ dưới đất. Diệp Quân nhìn cô gái trước mặt, bình tĩnh nói, sở dĩ ta cứu các cô là vì ta kính trọng vị đao tu kia, cộng thêm việc ta đã nhận chiếc nhẫn của ông ta nên hai bên chúng ta không nợ nần gì nhau nữa, đi đi. Cô gái quỳ dưới đất nhắm mắt lại, cô ta hít sâu một hơi, sau đó dập đầu với Diệp Quân, mong công tử hãy để lại tên họ, bọn ta. Diệp Quân ngắt lời cô gái, không cần thiết. Dứt lời, hắn xoay người nhìn đám người Sậu Nguyên, chúng ta đi. Mấy người Sậu Nguyên lập tức đi vào trong tiểu tháp, Diệp Quân lắc mình biến mất kiếm quang rồi biến mất. Khi mấy người Diệp Quân rời đi, một người đàn ông áo hoa bào phía sau cô gái, bỗng nói, Nam Kiều, hắn đã lấy nhiều nhẫn của nền văn minh thương vận chúng ta như vậy, nói cho cùng hắn cũng kiếm được hời, chúng ta. Ngu ngốc! Cô gái bỗng xoay người quát. Uy lực cực mạnh bỗng chốc chân áp người đàn ông đó. Mọi người đều biến sắc, có vài người tỏ vẻ khó hiểu, không biết tại sao cô gái lại tức giận như vậy. Cô gái lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc áo hoa bào mà bị cô ta chấn áp và người đàn ông chỉ còn lại linh hồn, trong mắt cô ta hiện lên vẻ thất vọng, mấy năm nay, các ngươi được che chở quá tốt, sống quá an nhàn, tự đại và kiêu ngạo đã làm mờ mắt và tâm trí của các ngươi rồi. Dứt lời. Cô ta xoay người nhìn về phía tinh không đằng xa, nhẹ giọng nói, trước khi vũ trụ kiếp xảy ra, chúng ta không thể làm gì khác hơn là chờ chết. Nhưng hắn lại có thể cứu tất cả chúng ta đi. Còn nữa, trong tiểu tháp đó, các ngươi không cảm nhận được thời gian trong tháp khác với thế giới bên ngoài sao? Thời gian trong tháp. Lúc này một thiếu niên trầm giọng nói, ta đã tính toán được, 10 năm trong tháp gần bằng một ngày ở bên ngoài. Vừa nghe nói thế. Mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên. Trước đó họ vừa sống sót qua kiếp nạn, rất nhiều người đều không để tâm đến tình hình trong tháp, nhưng bây giờ nghe Nam Kiều và thiếu niên kia nói thế, cuối cùng họ cũng nhận ra thiếu niên kiếm tu đó không đơn giản. Nam Kiều xoay người nhìn đám người trước mặt, vẻ mặt chán nản, ta biết từ tận đáy lòng các ngươi không để tâm đến hắn vì thấy cảnh giới của hắn thấp hơn các ngươi, thậm chí là coi thường hắn. Nhưng các ngươi lại chưa từng nghĩ hắn dẫn theo chúng ta xuyên qua không biết bao nhiêu vũ trụ tinh vực, tránh được vũ trụ kiếp, hơn nữa, mấy huyết thi kia đều là cảnh giới bán bộ khai đạo, khí tức của huyết thi cao lớn cực kỳ lợi hại, còn cao hơn cả đao chủ, thế nhưng nó lại cực kỳ cung kính với hắn, hoàn toàn là một thuộc hạ. Nói đến đây cô ta khẽ lắc đầu, hắn ít nhất đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 4. Vũ trụ nền văn minh cấp 4. Nghe Nam Kiều nói thế. Mọi người đều kinh ngạc và hoảng sợ, phải biết rằng nền văn minh thương vận cũng mới chỉ là nền văn minh vũ trụ cấp 3 thôi. Nam Kiều khẽ nói, vốn dĩ chúng ta có thể dựa vào chút ân tình của đao chủ, chỉ cần đi theo hắn, sau này chắc chắn sẽ càng phát triển. Nếu hắn đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 4 thật, đó là một cơ duyên cực lớn với chúng ta, thế nhưng...
Nói đến đây, cô ta bỗng nhìn người đàn ông đã bị cô ta hủy diệt linh hồn, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lùng, nhưng vì một câu nói của tên ngu ngốc ngươi mà ân tình đó lập tức biến mấy, ngươi thật đáng chết. Thiếu niên chỉ còn lại linh hồn đó quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Vì gã đã cảm nhận được sát khí của cô gái này. Nghe Nam Kiều nói thế, sắc mặt mọi người cũng trở nên tuyệt vọng, cảm thấy hối hận quá chừng. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thiếu niên kiếm tu đó thật sự không tầm thường chút nào. Hơn nữa rất có khả năng là đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 4. Nếu đến từ vũ trụ nền văn minh cấp 4 thật thì họ đi theo hắn tức là đã có một cơ hội cực lớn để thay đổi vận mệnh. Tiếc là chỉ vì một câu nói mà cơ duyên này đã biến mất hoàn toàn, ánh mắt Nam Kiều cũng hiện lên vẻ hối hận khó che giấu. Bây giờ nền văn minh thương vận bị tiêu diệt, có lẽ là một cơ hội tốt nhất để họ khôi phục lại nền văn minh thương vận. Hết rồi. Đúng là tức chết mất thôi. Nam Kiều nhìn tinh không mênh mông xung quanh, mắt cô ta hiện lên vẻ mờ mịt, con đường này nên làm sao đây? Vũ trụ thương vận. Thời không cách trước mặt bà lão lưng gù bỗng nứt lìa, hư ảnh trong trận chiến với Sậu Nguyên trước đó lao ra. Thấy hư ảnh đó, bà lão nhíu mày, sao thế? Thất bại rồi à? Hư ảnh đó trầm giọng nói, bên cạnh thiếu niên đó có một cường giả bí ẩn, thực lực rất mạnh, hơn nữa có khá nhiều người. Bà lão cười nhạo, thảo nào dám nhúng tay vào vũ trụ kiếp, phá vỡ quy tắc ác đạo, tiêm nhiễm nhân quả ác đạo, Huyền Âm, người đi điều tra về thân phận của thiếu niên đó. Huyền Âm do dự, sau đó mới nói, ác bà, chỉ sợ thân phận của thiếu niên đó không đơn giản, bà lão lạnh nhạt liếc nhìn Huyền Âm, còn có thể không tầm thường bằng ác đạo minh ta không? Đi điều tra đi, bảo thiên đạo của các vũ trụ và người giữ biên giới vũ trụ điều tra giúp ngươi. Sau khi tra ra, cho dù hắn đến từ nền văn minh nào, cũng đều ra lệnh cho ác đạo ở nền văn minh đó đến vũ trụ kiếp trước. Thấy bà lão có vẻ tức giận, Huyền Âm không nói thêm gì nữa, hơi cúi người xuống rồi đi ra ngoài. Sắc mặt ác bà trở nên khó coi, ai rồi cũng muốn làm phản. Ở một bên khác, một tinh vực chưa biết đến ở nơi nào đó, một thời không bỗng nứt lìa, kiếm quang bay ra. Chính là Diệp Quân. Lúc này cơ thể Diệp Quân hơi rạn nứt, bởi vì lần này hắn kiểm soát thời gian xuyên không nên tuy rằng vẫn bị thương như trước nhưng cũng không nghiêm trọng như vậy. Sau khi bước ra, Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu sử dụng cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh để hồi phục cơ thể. Không lâu sau, cơ thể hắn đã hồi phục hoàn toàn. Sau khi cơ thể hồi phục, Diệp Quân ngạc nhiên nhận ra, cơ thể hắn hình như lại mạnh hơn. Có thể nâng cao sức mạnh cơ thể. Diệp Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vì đây cũng có thể xem như là một trận tu luyện. Nghĩ đến đây Diệp Quân vội lấy một chút tổ nguyên ra, sau khi cơ thể hồi phục hoàn toàn, hắn lập tức xuyên qua thời không bằng kiếm Thanh Huyên. Không lâu sau, Diệp Quân lại xuất hiện trong một tinh không chưa biết tên, vừa bước ra hắn đã nằm xuống, sau đó tiếp tục trị thương. Thật ra kiểu tu luyện này cực kỳ tốn tiền, nhưng cũng may hắn có nhiều tiền nên cũng không để ý lắm. Sau khi cơ thể hồi phục, Diệp Quân lại ngự kiếm biến mất khỏi đó. Cứ thế Diệp Quân liên tục xuyên qua thời không, sau đó trị thương, rồi lại tiếp tục xuyên qua thời không. Trong quá trình liên tục xuyên qua thời không này, cơ thể hắn cũng ngày càng mạnh hơn, có thể thấy rất rõ. Trước đó khi xuyên qua thời không được 15 phút thì cơ thể hắn lập tức bị nứt toác, nhưng bây giờ cơ thể hắn có thể chịu đựng xuyên qua 15 phút, cho nên hắn bắt đầu tăng dần cường độ tu luyện. Nửa tháng sau, ở một tinh không nào đó, một thời không bỗng bị phá vỡ, Diệp Quân bước ra. Cơ thể hắn có những vết nứt rất nhỏ nhưng một chốc sau đã hồi phục. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn cơ thể của mình, lúc này cơ thể của hắn đã mạnh hơn lúc đầu rất nhiều lần. Là gấp vài lần. Phải nói rằng sự thay đổi này rất lớn, vì sau khi cơ thể được nâng cao, thực lực tổng thể của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Quân cúi đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay, thật ra kiếm Thanh Huyên có thể đưa hắn đến thẳng di tích nền văn minh bí ẩn đó, kiếm Thanh Huyên có khả năng này. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là cơ thể hắn đủ mạnh, nếu cơ thể có thể chống đỡ được thì cho dù có xa đến mấy đều có thể đến được ngay. Nói cho cùng vẫn là vấn đề thực lực của hắn. Lúc này Diệp Quân cũng đã hiểu, thật ra uy lực của kiếm Thanh Huyên mạnh hơn bây giờ rất nhiều, nó mạnh thế nào đều phụ thuộc vào thực lực của hắn.
Diệp Quân khẽ cười, sau đó lại ngự kiếm bay lên, biến mất khỏi đó. Một tháng sau, khoảng thời gian này, Diệp Quân đã xuyên qua rất nhiều tinh vực vũ trụ, hắn cũng gặp được một vài nền văn minh, nhưng họ tương đối yếu, hắn cũng không đi quấy rầy mà cứ thế rời đi. Nhưng hiện giờ cơ thể hắn đã có sự thay đổi kinh thiên động địa so với trước kia, dựa theo phỏng đoán của hắn, bây giờ cơ thể hắn có lẽ cũng đã đạt đến cảnh giới thần đạo. Nói cách khác, bây giờ hắn không cần dùng kiếm, chẳng khác nào một thể tu cảnh giới thần đạo. Diệp Quân cong môi cười, hắn không ngờ lần này gấp rút lên đường còn có thể nâng cao thực lực. Diệp Quân đang định tiếp tục xuyên qua lần nữa, nhưng đúng lúc này hắn bỗng nhìn ở đằng xa. Thời không tận cuối tầm nhìn của hắn bỗng sao động, một lúc sau một người đàn ông cao lớn tay cầm trường đao chậm rãi bước ra. Người đàn ông đó nhìn Diệp Quân, gã xòe tay ra, một bùa truyền âm xuất hiện trong tay gã, sau đó nói, tìm được rồi. Diệp Quân nhìn gã, ngươi là ai? Người đàn ông cao lớn đi về phía Diệp Quân, cứu người ở vũ trụ kiếp, vi phạm quy luật đại đạo, xúc phạm ác luật, bây giờ ta truy bắt ngươi, nếu ngươi không phục thì có thể nhẫn nhịn. Người đàn ông cao lớn vừa dứt lời đã nhảy lên, sau đó đâm mạnh vào Diệp Quân một nhát. Rầm, tinh hà nứt toác, bình đảo. Diệp Quân híp mắt lại, ý chí chiến đấu bùng lên, kiếm thanh huyên trong tay đổi thành ý kiếm, sau đó biến thành kiếm quang lao lên trời. Đối đầu trực diện, hắn vốn dĩ còn muốn tìm Sậu Nguyên khiêu chiến, rèn luyện cơ thể mình, không ngờ đột nhiên lại có người xuất hiện. Mặc dù khá tò mò về thân phận của đối phương nhưng cứ đánh trước rồi tính. Hai người vừa chạm vào nhau, kiếm quang và ánh sáng sắc bén nổ tung, sức mạnh cực lớn khiến hai người lùi về sau. Sau khi dừng lại, mặt Diệp Quân đầy vẻ phấn khích, vì hắn phát hiện thực lực của mình mạnh hơn trước rất nhiều. Người đàn ông cao lớn ở đằng xa cau mày, hắn nhìn Diệp Quân, cảnh giới của ngươi. Lại nhải gì nhiều thế? Diệp Quân ngự kiếm bay lên, ngay sau đó một tia kiếm quang chém xuống từ trên đỉnh đầu người đàn ông đó. Ánh mắt người đàn ông cao lớn lóe lên vẻ lạnh lùng, cổ tay hơi động, thanh giáo dài trong tay bỗng biến thành một dải cầu vồng dài, bay vút lên trời. Lại đối đầu trực diện. Thanh giáo dài và thanh kiếm vừa chạm vào nhau. Sức mạnh hủy trời diệt đất lập tức nổ tung, thoáng chốc vô số ý kiếm bỗng lao ra từ thời không xung quanh người đàn ông cao lớn. Diên trì nhất kiếm. Người đàn ông cao lớn nhíu mày, tay trái gã bỗng làm động tác đè xuống dưới. Một bức tượng thần bỗng xuất hiện sau lưng gã, ý kiếm xung quanh gã bị bức tượng đột nhiên xuất hiện này đánh văng ra xa. Bức tượng thần đó ngẩng đầu lên, sau đó đánh một quyền. Cú đánh này xuyên thẳng qua vũ trụ tinh hà. Vô số kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân bị chấn động văng ra xa cả vạn trượng, khi hắn dừng lại, thời không mấy trăm vạn trượng xung quanh hắn đều tan thành mây khói. Bóng tối bao trùm. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó, cảm thấy khá ngạc nhiên, thực lực của tên này không hề tầm thường. Nhưng sau đó sự ngạc nhiên trong mắt hắn trở thành vẻ phấn khích. Đối thủ càng mạnh, hắn càng vui. Chân Diệp Quân gõ nhẹ xuống đất, một tia kiếm quang lơ lửng dưới chân hắn, sau đó một thanh kiếm đã lao đến trước mặt người đàn ông kia. Bức tượng thần phía sau người đàn ông bỗng giơ hai tay lên hợp thành chữ thập. Từng vòng sáng bí ẩn trào ra từ trong tượng thần đó, sau đó lan tràn ra mấy trăm vạn dặm, sao trời ở những nơi vòng sáng bí ẩn lướt qua đều bị chém vỡ. Bản thân Diệp Quân cũng lập tức bị chấn động văng ra xa mấy vạn trượng. Vừa dừng lại cơ thể hắn bỗng nứt lìa, máu chảy ra từ khóe miệng. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn ở đằng xa. Lúc này gã được một vòng sáng màu vàng bao quanh, cực kỳ uy nghiêm, bức tượng thần phía sau hệt như chiến thần, cả vũ trụ tinh hà đều khá nhỏ bé trước nó. Ngay lúc này giọng Sậu Nguyên vang lên trong đầu Diệp Quân, cậu Diệp, người này chắc là người bảo vệ biên giới vũ trụ, cậu phải cẩn thận. Diệp Quân nhíu mày, người bảo vệ biên giới vũ trụ. Sấu Nguyên nói, đúng thế, là người bảo vệ biên giới của vũ trụ, mỗi vũ trụ đều có ranh giới của riêng mình, có ranh giới do thiên nhiên làm giới hạn, cũng có ranh giới do con người vạch ra, biên giới vũ trụ trước mặt này rất có khả năng là do con người tạo ra, thế nên ta đoán ở bên kia biên giới chắc hẳn có một nền văn minh vũ trụ hùng mạnh. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn người bảo vệ biên giới vũ trụ. Người đó đột nhiên tiến lên một bước, tượng thần phía sau gã cúi người xuống,
sau đó cách không trung đánh Diệp Quân một quyền. Uy lực đáng sợ như hàng ngàn vạn ngọn núi lớn lao về phía Diệp Quân. Diệp Quân ở phía xa nhắm mắt lại, lúc này sức mạnh hai loại huyết mạch trong người hắn đang hừng hực, ý kiếm trong tay cũng biến thành màu đỏ máu. Sức mạnh huyết mạch, Diệp Quân bỗng biến thành kiếm quang lao lên trời, nhát kiếm này chém trúng một quyền đó. Cùng lúc đó, thời không xung quanh tượng thần đó bỗng nứt lìa, vô số ý kiếm bay ra nhấn chìm tượng thần đó. Trong tinh vực này, vô số ánh sáng vàng và kiếm quang liên tục nổ tung, từng luồng sức mạnh hủy diệt trời đất lan ra xung quanh. Cả vũ trụ tinh vực trở nên hỗn loạn. Sau khi kích hoạt hai loại huyết mạch, sức chiến đấu của Diệp Quân thoáng chốc tăng lên rất nhanh. Chiến cuộc cũng lập tức bị đảo ngược, sức mạnh của bức tượng thần cũng không thể áp chế được hắn nữa, ngược lại bức tượng bị vô số kiếm ý của hắn tấn công, các vết nứt dần hiện ra. Sau khi một tiếng nổ chói tai vang lên, tượng thần đó bỗng nổ tung, người đàn ông cao lớn bị một nhát kiếm của Diệp Quân làm cho chấn động văng ra xa. Ngay khi Diệp Quân định thừa thắng xông lên, Sấu Nguyên bỗng nói, cẩn thận. Diệp Quân quay phát lại, vừa xoay người lại thì một thanh kiếm màu đỏ máu đâm thẳng về phía hắn. Diệp Quân cũng chém ra một nhát kiếm. Vèo! Hai người cùng lùi về sau. Sau khi dừng lại, Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn hư ảnh ở phía xa. Nhìn thấy đối phương, Diệp Quân nhíu mày, lại là ngươi. Lúc này Sậu Nguyên cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân. Ở một bên khác, người đàn ông đó nhìn Diệp Quân, hoảng sợ nói, cảnh giới của ngươi thấp như vậy, sao thực lực lại đáng sợ thế? Diệp Quân quay đầu sang nhìn người đàn ông đó, cảnh giới của ngươi cao thế mà sao thực lực lại kém vậy? Sậu Nguyên! Nghe Diệp Quân nói thế, người đàn ông cao lớn bỗng nổi giận, ngươi có biết nói chuyện không hả? Ta không sỉ nhục ngươi, tại sao ngươi lại nói lời sỉ nhục người khác thế? Sấu Nguyên quay đầu lại nhìn người đàn ông cao lớn, hiển nhiên là kinh ngạc, chơi trò gì vậy? Diệp Quân lạnh nhạt nhìn người đàn ông cao lớn, ta và ngươi không oán không thù, nhưng ngươi lại đến ngăn cản ta, hành vi này của ngươi là gì đây? Người đàn ông cao lớn trầm giọng nói, ngươi vi phạm luật pháp ác đạo, ta làm thế với ngươi là lý lẽ chính đáng. Diệp Quân lạnh nhạt nói, ta chỉ biết quan huyên pháp, không biết luật pháp ác đạo gì đó. Quan huyên pháp. Ngay lúc này huyền âm ở phía xa bỗng nói, ngươi đến từ chân vũ trụ à? Diệp Quân quay đầu lại nhìn huyền âm, hơi ngạc nhiên, sao ngươi biết chân vũ trụ? Huyền âm nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi thế mà lại đến từ chân vũ trụ, thảo nào dám vi phạm quy luật đại đạo, cứu người đáng chết. Ở chỗ của ác ngươi có người phản nghịch. Diệp Quân híp mắt, các ngươi từng điều tra chân vũ trụ ư? Huyền âm cười nhạo, sở dĩ ngươi ỷ lại như vậy chắc là vì chân thần đó nhỉ? Diệp Quân bỗng biến thành kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Huyền âm ở đằng xa biến sắc, đâm mạnh một nhát kiếm. Hai người vừa chạm vào, thanh kiếm dài màu đỏ máu trong tay Huyền âm lập tức vỡ vụn, sức mạnh cực lớn khiến gã văng ra xa mấy vạn trượng, vừa dừng lại, toàn bộ cánh tay bị chém đứt. Huyền âm đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Quân nhìn Huyền âm, ông đây bảo ngươi trả lời chứ không bảo ngươi hỏi, hiểu chứ? Huyền âm nhìn kiếm thanh huyền trong tay Diệp Quân, sắc mặt vô cùng khó coi, thật ra lúc Diệp Quân đổi kiếm vào thời khắc mấu chốt, gã đã phát hiện ra nhưng cũng không thèm để ý, cho nên, nhát kiếm vừa nãy gã không dốc hết toàn lực, gã không ngờ thanh kiếm trong tay Diệp Quân lại đáng sợ như vậy. Ở một bên khác, người đàn ông cao lớn nhìn kiếm thanh huyền trong tay Diệp Quân, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lúc này gã hơi sợ, bởi vì nếu Diệp Quân sử dụng thanh kiếm này, gã có thể bị giết trong tích tắc khi mất cảnh giác. Nghĩ đến đây người đàn ông cao lớn nhìn Diệp Quân, thầm nghĩ thiếu niên này còn là người tốt. Người đàn ông cao lớn nhìn Diệp Quân một hồi, rồi lại nhìn Huyền Âm ở một bên, sau đó nói, hai vị, tôi còn vài việc cần xử lý, cáo từ. Nói rồi gã xoay người chạy đi. Dĩ nhiên gã không ngốc. Đánh đến lúc này rồi gã đã cảm nhận được thiếu niên này không tầm thường, chắc chắn là một thiên tài được nuôi dưỡng ở bên ngoài của một thế lực lớn nào đó. Nếu chỉ là một người tầm thường thì hắn sẽ ngại thể diện của tổ chức bí ẩn kia, nhưng bây giờ xem ra, tên này cũng không phải là một nhân vật nhỏ bé. Ngộ nhỡ đánh người này, người đằng sau đó xuất hiện thì toang. Thế là gã quyết định rời đi. Sau khi người đàn ông cao lớn rời đi, sắc mặt của Huyền Âm trở nên cực kỳ khó coi, vì lần này một mình gã chạy đến đây,
gã không thể một đánh hai được. Diệp Quân bỗng nói, đánh chết gã. Nói xong, hắn ngự kiếm biến mất khỏi đó, Sở Nguyên cũng chạy theo. Không chỉ thế, bảy huyết thi khác cũng đồng loạt lao ra. Thấy Diệp Quân muốn đánh hội đồng, Huyền Âm biến sắc, lập tức xoay người bỏ chạy. Diệp Quân dẫn theo Sở Nguyên đuổi theo Huyền Âm, chém vào hàng chục vũ trụ tinh vực, nhưng vẫn không đuổi kịp. Nếu cường giả ở cấp bậc này không tham chiến, chỉ một lòng muốn chạy trốn, hắn và Sở Nguyên cũng chẳng thể làm gì, hơn nữa có đuổi theo đi nữa, có lẽ viện binh của người ta đã đến. Diệp Quân đành phải từ bỏ. Trong tinh không, Diệp Quân lạnh lùng nhìn tận cuối tinh không đó, sau đó khẽ nói, tổ chức bí ẩn đó chắc là đang điều tra chân vũ trụ. Nói đến đây ánh mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng. Lẽ nào đám người này có ý định gì với chân vũ trụ? Nghĩ đến đây Diệp Quân sầm mặt, hắn xoay người lại nhìn tận cuối tinh không, hít sâu một hơi. Phải nâng cao thực lực. Phải đạt đến cảnh giới khai đạo. Phải làm được. Vì trước kia hắn đã đồng ý với chân tỷ, khi hắn quay lại cứu cô ta thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Đây cũng là lời hứa của hắn với chân tỷ. Diệp Quân không suy nghĩ nhiều nữa, bảo mấy người Sấu Nguyên quay vào trong tiểu tháp, sau đó hắn ngự kiếm bay đi. Chẳng mấy chốc hắn xuất hiện ở biên giới vũ trụ lúc nãy, vì xuyên không đến đây nên người đàn ông cao lớn đó lại xuất hiện. Người đàn ông đó trầm giọng nói, nơi này là biên giới vũ trụ Hồng Nguyên, cấm người ngoài vào. Diệp Quân cũng không nói gì, lấy kiếm Thanh Huyên ra, sau đó lại gọi mấy người Sấu Nguyên. Mọi người nhìn người đàn ông cao lớn chằm chằm. Người đàn ông đó im lặng một lúc rồi nói, nền văn minh vũ trụ Hồng Nguyên bọn ta rất hiếu khách, các vị, mời. Dứt lời, gã vội mở biên giới vũ trụ ra. Diệp Quân không nhiều lời, ngự kiếm bay lên rồi biến mất khỏi đó. Thấy thế, mấy người Sấu Nguyên cũng vội vàng đi theo. Người đàn ông cao lớn nhìn mấy người Diệp Quân biến mất, khẽ nói, đúng là yêu nghiệt. Mặc dù quy định người ngoài không thể đi vào biên giới vũ trụ này nhưng dĩ nhiên gã sẽ không cứng nhắc tuân theo quy tắc, dù sao cũng đánh không lại. Mặc dù có thể gọi cứu viện đến nhưng không cần thiết. Vì cho dù viện binh có đến cũng cần thời gian, khoảng thời gian này gã có thể đã bị mấy người này giết chết rồi. Không đáng để liều mạng. Nhắm một mắt, mở một mắt, người ổn, ta ổn, mọi người đều ổn. Diệp Quân dẫn mọi người đi vào biên giới vũ trụ đó. Sau đó là đối mặt với cơn bão dòng chảy thời không hỗn loạn. Diệp Quân nhíu mày, chém một nhát kiếm ra. Vèo. Một tia kiếm quang xẹt qua không trung lập tức đánh tan một vùng cơn bão dòng chảy thời không hỗn loạn khá lớn, nhưng ngay sau đó hắn biến sắc vì ngày càng nhiều cơn bão dòng chảy thời không hỗn loạn cuồn cuộn lao đến. Lúc này Sấu Nguyên ở một bên bỗng nói, để ta. Dứt lời, ông ta tiến đến trước một bước, tung ra một cú đấm. Quyền ý ngút trời lao ra khiến cơn bão dòng chảy thời không hỗn loạn chấn động tạo thành con đường lớn. Sấu Nguyên nói, cậu Diệp, đi thôi. Diệp Quân gật đầu, ngự kiếm bay lên, dẫn theo bảy huyết thi bay về phía đằng xa. Sau khi đi vào khu vực dòng chảy thời không hỗn loạn, vẻ mặt Diệp Quân bỗng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì hắn phát hiện ra dường như họ đã đi vào một vùng biển dòng chảy thời không hỗn loạn, xung quanh là dòng chảy thời không hỗn loạn vô tận. Hơn nữa có vài dòng chảy thời không hỗn loạn hệt như lôi kiếp, uy lực cực lớn. Lúc này Sấu Nguyên đã có vẻ hơi mất sức. Các huyết thi còn lại cũng đồng loạt ra tay giúp chống lại các dòng chảy thời không hỗn loạn xung quanh đó. Diệp Quân cũng không rảnh, phóng vô số kiếm ý của mình ra, kiếm ý biến thành nhiều kiếm khí chém về phía xa. Mở đường, không biết qua bao lâu, cuối cùng mấy người Diệp Quân cũng đã rời khỏi khu vực dòng chảy thời không hỗn loạn đó. Diệp Quân đứng ở trong một tinh không quay đầu nhìn lại, dòng chảy thời không hỗn loạn ở tận cuối tầm nhìn của hắn cuồn cuộn như thủy triều, mặc dù cách nhau mấy vạn trượng nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ đó. Diệp Quân nhìn khu vực dòng chảy thời không hỗn loạn đó, lặng im không nói. Nếu lần này chỉ dựa vào thực lực của mình hắn thì hắn không chắc có thể đối đầu được. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân bỗng xòe tay ra, cổ tự bí ẩn xuất hiện trong tay hắn. Diệp Quân nói, Sấu Nguyên, muốn đánh thức cổ tự này thì phải dùng rất nhiều linh khí à? Sấu Nguyên gật đầu, vâng. Diệp Quân im lặng. Hắn vốn dĩ đã có mấy trăm tổ mạch,
cộng thêm số lấy được từ chỗ nền văn minh thuật giả và số tổ mạch mà đao chủ tặng hắn trước đó, bây giờ hắn có gần 1.500 tổ mạch. Diệp Quân hỏi, cần khoảng bao nhiêu tổ mạch? Sậu Nguyên trần trừ một lúc rồi nói, chỉ có tổ mạch thì e là vẫn không đủ, ít nhất cần đến mấy chục bản nguyên thế giới vũ trụ và linh khí mới được. Diệp Quân trầm giọng nói cách khác chỉ có tổ mạch thôi vẫn không được. Sậu Nguyên gật đầu. Diệp Quân không biết thế nào. Sậu Nguyên do dự một lúc rồi nói, nếu Diệp công tử không muốn cướp linh khí của các vũ trụ khác thì có hai cách. Cách thứ nhất là nhờ linh tổ trong truyền thuyết khôi phục bản nguyên giúp nó, tất nhiên là cần một linh tổ cấp bậc cực kỳ cao. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, không giấu gì ông, nhà ta quả thật có một linh tổ nhưng bây giờ ta không thể liên lạc được với người đó. Sậu Nguyên hơi ngạc nhiên, nhà cậu có linh tổ, là linh tổ cấp bậc cực kỳ cao đó à? Diệp Quân gật đầu, cấp bậc của người đó chắc là đỉnh cấp nhất. Sậu Nguyên trầm giọng nói, đồng tử của người đó màu vàng kim. Diệp Quân nói, là màu tím đậm. Vẻ mặt Sậu Nguyên cứng đờ, màu tím đậm. Diệp Quân nghĩ kỹ lại, sau đó nói, không chỉ là màu tím đậm mà hình như còn một màu đặc biệt nữa, ta không nhớ ra, sao thế? Sậu Nguyên cười khổ nói, cậu Diệp, nền văn minh thuật giả bọn ta cũng từng có một vị linh tổ, cấp bậc của vị linh tổ đó đã xem như là cao rồi. Bà ấy có đôi đồng tử màu vàng kim, mà một đồng tử màu vàng kim đã là cực kỳ hiếm gặp trong nền văn minh vũ trụ cấp 4. Còn màu tím, đó là sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, màu tím đậm thì ta chưa từng nghe nói. Diệp Quân nhíu mày, chưa từng nghe nói. Sậu Nguyên gật đầu, đúng thế, màu vàng kim đã là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Quân nói, cũng may, ta vừa ra đời thì nhà ta đã có. Vẻ mặt Sậu Nguyên trở nên cứng đờ. Tiểu Tháp. Diệp Quân lại nói, nhà ta còn một con ác thú nữa, nền văn minh thuật giả các ông có không? Mặt Sậu Nguyên khẽ giật, cười nói, không, không có. Diệp Quân khẽ gật đầu, nói cách thứ hai thử xem. Sậu Nguyên nhìn Diệp Quân, thấy Diệp Quân vẫn rất bình tĩnh, không giống như đang cố ý khoe khoang, ông ta lại cảm thấy đau đầu, kiểu này còn ra vẻ hơn cả cố ý khoe khoang kia. Sau này nói chuyện với cậu Diệp thì phải cẩn thận. Sậu Nguyên bình tĩnh lại, rồi nói, cách thứ hai là chúng ta đến di tích mà chúng ta phát hiện ra cổ tử lúc đầu, có lẽ nơi đó có cách để hồi sinh nó. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn cổ tử bí ẩn đó, muốn nói lại thôi. Diệp Quân nói, cứ nói không sao. Sậu Nguyên trầm giọng nói, cậu Diệp, lần này đến di tích đó chỉ có chúng ta thôi sao? Diệp Quân nhíu mày, nguy hiểm à? Sậu Nguyên gật đầu, ta nghĩ có thể sẽ nguy hiểm. Vì sau khi chủ nhân của nền văn minh thuật giả bọn ta dẫn một nhóm cường giả đi vào trong di tích đó, cuối cùng lúc đi ra thì rơi rớt hết vài người, thế nên ta cũng không thể chắc chắn liệu họ đã loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm trong di tích đó hay chưa. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc sau hắn mở ra rồi nói, xuyên qua thời không với tốc độ hiện giờ nhiều nhất là còn 5 ngày chúng ta có thể đến đó, bây giờ mà quay lại dĩ nhiên ta không cam lòng. Sậu Nguyên khẽ gật đầu, cậu Diệp cũng không cần quá lo lắng, nếu ban đầu chủ nền văn minh bọn ta đã có thể đưa cổ tự này ra khỏi nơi đó, vậy thì chứng tỏ chắc chắn ông ấy đã giải quyết nguy hiểm ở đó, thế nên chúng ta đi chuyến này chỉ cần cẩn thận là được. Diệp Quân gật đầu, chỉ đành thế thôi. Dứt lời, hắn nhìn xung quanh, vừa định rời đi thì đúng lúc này, một luồng khí tức bí ẩn bỗng vây chặt lấy hắn. Diệp Quân nhíu mày, sau đó nói, chỉ đi ngang qua. Đi ngang qua. Một lúc sau, khí tức bí ẩn đó bỗng biến mất. Diệp Quân quay đầu lại nhìn mấy người Sậu Nguyên, còn một chuyện nữa, làm sao mới có thể giúp các ông nâng cao thực lực. Hắn nhận ra sức chiến đấu của đám người Sậu Nguyên cực kỳ hung hãn, nếu có thể tiến lên thêm một bậc nữa thì sẽ giúp ích rất nhiều cho hắn và vũ trụ quan huyên. Sậu Nguyên trầm giọng nói, thôn vệ là cách tiến bộ nhanh nhất với bọn ta vì bọn ta có một bí pháp. Có thể thôn vệ sinh linh và bản nguyên của một thế giới để tăng thực lực của mình. Nhưng, nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Quân, sau đó lại nói, nếu bọn ta đã đi theo cậu Diệp thì dĩ nhiên bọn ta phải tuân theo quy tắc của cậu Diệp nói thế nào, bọn ta sẽ làm thế đó. Diệp Quân khẽ gật đầu, nếu cổ tự này tái sinh tiên đạo thụ, quả trên tiên đạo thụ có giúp ích gì cho các ông không? Sậu Nguyên trầm giọng nói, giúp ích rất nhiều. Diệp Quân hơi tò mò, rất nhiều.
Sấu Nguyên gật đầu, đúng thế, ở nền văn minh bọn ta năm đó, người bình thường không thể dùng đến quả tiên đạo này, vì nó vô cùng chân quý, chỉ có yêu nghiệt đỉnh cấp và thiên tài mới có thể thưởng thức, vì bên trong nó có chứa thần lực vĩnh hằng trong truyền thuyết. Diệp Quân hơi tò mò, sức mạnh vĩnh hằng. Sấu Nguyên khẽ gật đầu, một loại sức mạnh đáng sợ trong truyền thuyết, chẳng những có thể cải thiện thể chất và huyết mạch, mà còn có thể thay đổi thần hồn, hơn nữa còn có thể tăng tu vi cá nhân. Diệp Quân khẽ gật đầu, vậy phải nghĩ cách để cổ tự này tái sinh lại trên tiên đạo thụ, đi thôi. Dứt lời, hắn thu mấy người Sấu Nguyên vào trong tiểu tháp, sau đó ngự kiếm bay lên, biến mất khỏi đó. Trên một đỉnh núi tuyết nào đó, băng tuyết rít gào, tàn phá trời đất, mở mắt ra là không nhìn thấy mọi thứ. Trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, một người đàn ông áo bào đen ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh người y toát ra sức mạnh của chín pháp tắc đại đạo. Ngay cả gió và tuyết xung quanh khi đến gần vị trí của y cũng đều biến mất không một dấu vết. Người này chính là Diệp Khải. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Khải chậm rãi mở hai mắt ra, xòe tay ra, bỗng chốc một phù ấn đại đạo bí ẩn xuất hiện trong tay y, y lật nhẹ một cái, tất cả gió tuyết ở đó lập tức đóng băng. Cảnh giới thần đạo. Diệp Khải hít sâu một hơi, sau đó lật bàn tay lại đè xuống dưới, thoáng chốc gió và tuyết lại rít gào. Thấy thế, ánh mắt Diệp Khải hiện lên vẻ phấn khích. Ngay lúc này một người đàn ông bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Khải. Người đến chính là chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo khẽ cười nói, thế nào, thỏa mãn rồi chứ? Diệp Khải mỉm cười nói, tiền bối, bây giờ ta đã là cường giả cảnh giới thần đạo rồi. Chủ nhân bút đại đạo lại lắc đầu, cảnh giới thần đạo chỉ là bước khởi đầu ở một vài vũ trụ nào đó thôi. Diệp Khải cười nói, ta biết, con đường của ta còn rất dài. Chủ nhân bút đại đạo khẽ gật đầu. Diệp Khải bỗng nói, tiền bối, bây giờ Diệp Quân huynh đang ở mức thực lực nào? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, sao thế, muốn rèn luyện với hắn à? Diệp Khải cười nói, vâng. Y vẫn luôn khổ luyện để đuổi kịp Diệp Quân, chỉ mong rằng ngày nào đó gặp được Diệp Quân thì hai huynh đệ sẽ đánh một trận sảng khoái. Chủ nhân bút đại đạo khẽ nói, thực lực hiện giờ của cậu ta chắc là vẫn mạnh hơn ngươi một chút, dù sao người hộ đạo của nó là người phụ nữ đó. Diệp Khải hỏi, kiếm tu váy trắng đó à? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu. Diệp Khải do dự rồi hỏi, tiền bối, ta hỏi một câu, nếu ông và người phụ nữ váy trắng đó đánh nhau thì có bao nhiêu phần thắng? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, 80%. Diệp Khải sửng sốt. Chỉ nghe chủ nhân bút đại đạo lại nói, 80% ta sẽ chết. Diệp Khải. Chắc chắn là sẽ chết. Diệp Khải chớp mắt, thông minh chọn đổi chủ đề, tiền bối, độc khai nhất đạo mà trước kia ông nói với ta mạnh lắm sao? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, độc khai nhất đạo còn tùy thuộc vào người. Người độc khai nhất đạo thật sự không phải là người mà bây giờ ngươi có thể địch lại. Còn những độc khai nhất đạo áp chế thần tính bằng nhân tính lại càng đáng sợ. Chẳng hạn như tông chủ quá khứ tông. Diệp Khải trầm giọng nói, xem ra ta vẫn phải cố gắng hơn. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, cười nói, cố gắng trở nên mạnh hơn là mong có thể đuổi kịp bước chân của hắn à. Diệp Khải gật đầu, ta mong một ngày nào đó mình có thể đứng bên cạnh Diệp Quân huynh, sau đó nói với huynh ấy ta không hề kém cỏi. Mặc dù ta biết sẽ rất khó nhưng ta sẽ cố gắng, ta sẽ cố gắng. Dứt lời. Ánh mắt y lộ ra vẻ kiên định. Chủ nhân bút đại đạo im lặng một lúc, khẽ gật đầu, ta tin ngươi, bây giờ ngươi có thể đi luyện tập thực chiến rồi. Nghe thế Diệp Khải cảm thấy có hứng thú, vội hỏi, đi đâu? Chủ nhân bút đại đạo xòe tay ra, sau đó nhẹ nhàng quét một lúc, một trận pháp dịch chuyển bỗng xuất hiện dưới chân Diệp Khải, Diệp Khải còn chưa kịp phản ứng đã biến mất vào trong trận pháp dịch chuyển. Sau khi Diệp Khải biến mất, một người đàn ông chậm rãi bước ra từ bên cạnh chủ nhân bút đại đạo. Người đàn ông mặc chiếc áo da thú, để tóc dài ngang vai, tay cầm một chai rượu thủy tinh. Người đến chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ nhấp một hớp rượu rồi nói, tổ chức bí ẩn đó bắt đầu ra tay rồi. Chủ nhân bút đại đạo khẽ nói, nằm trong dự đoán. Vô Biên Chủ nhìn chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, ác đạo của chân vũ trụ đã bị trấn áp nhiều lần như vậy, chẳng những thực lực rất đáng sợ, mà tiềm năng cũng cực kỳ đáng sợ, chúng sẽ không bỏ mặc cô ta nên chắc chắn chúng sẽ dốc toàn lực giải cứu ác đạo này, giải phóng vũ trụ.
Vô biên chủ hỏi, ông định thế nào? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, để xem đã. Vô biên chủ nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo khẽ nói, chỉ có thể xem tình hình. Vô biên chủ trầm giọng nói, đứa nhóc Diệp Khải này được đấy chứ? Chủ nhân bút đại đạo khẽ cười, ông sợ ta lợi dụng nó à? Vô biên chủ lắc đầu, ông không phải là loại người đó. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, chính vì cậu ta khá ổn nên mới giúp cậu ta một tay, trên đời này không phải ai cũng là Dương Điên và người phụ nữ đó, có thể tự mình nghịch thiên lật đổ vạn vật. Vô biên chủ quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, có đôi khi ta không nhìn thấu được ông. Không để chủ nhân bút đại đạo lên tiếng, vô biên chủ nói tiếp, nhưng ta biết mặc dù tâm tư của ông nhiều nhưng lại không xấu xa, nên ta đồng ý đi với ông. Chủ nhân bút đại đạo bật cười. Vô biên chủ bỗng nói, cuối cùng ta sẽ chết nhỉ. Chủ nhân bút đại đạo lặng thinh. Vô biên chủ cười nói, tiết lộ một chút đi. Chủ nhân bút đại đạo xòe tay ra, cho chút lợi ích đi chứ. Vô biên chủ tiện tay ném ly rượu trong tay vào tay chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo ngửi rồi lắc đầu nói, ta không muốn uống rượu của viên quốc, nơi mà cuộc sống ngày nào cũng tốt đẹp đó, đổi đi, dứt lời, ông ta ném thẳng đến ngoài cửu thiên. Vô biên chủ bĩu môi, sau đó lại lấy ra một bình rượu mới ném sang cho chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo uống một hớp, sau đó nhắm mắt lại, trong 3.000 năm, chỉ cần ông đứng về đúng phía thì sẽ không bao giờ chết. Vô biên chủ bật cười, sau đó lấy một bình rượu mới ra nhấp vài ngụm. Sau đó vô biên chủ bỗng giật mình, quay đầu sang nhìn chủ nhân bút đại đạo, ngạc nhiên nói, 3.000 năm sau thì sao? Chủ nhân bút đại đạo không đáp lời. Chỉ tự mình nhấp một hớp rượu. Trên đỉnh núi tuyết, tuyết ngày càng dày che phủ cả bầu trời. Trong không trung nào đó, một luồng kiếm quang rơi xuống, một hư ảnh chậm rãi bước ra. Chính là Huyền Âm. Ngay lúc này thời không trước mặt Huyền Âm bỗng nứt lìa, ác bà chậm rãi bước ra. Phía sau ác bà còn có một hư ảnh và một bóng hồng đi theo. Ác bà nhìn Huyền Âm, nhíu mày, lại thất bại rồi à? Huyền Âm trầm giọng nói, thiếu niên đó đến từ chân vũ trụ. Gì cơ? Ánh mắt ác bà lập tức trở nên lạnh như băng, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống 0 độ, lạnh thấu xương. Ác bà nhìn chằm chằm Huyền Âm, sát khí như có thực thể, hắn đến từ chân vũ trụ hả? Huyền Âm gật đầu, vâng, hơn nữa hình như còn có quan hệ với chân thần đó. Ác bà híp mắt, nghiệp chướng. Huyền Âm trầm giọng nói, thực lực của người này không hề tầm thường. Bên cạnh hắn còn có 8 huyết thi, mà 8 huyết thi đó đều là cường giả cảnh giới bán bộ khai đạo, ta đánh với 8 người cả mấy ngàn hiệp nhưng vẫn không thể làm gì chúng, nhưng ta cũng đã đánh thiếu niên đó bị thương nặng, tiếc là hắn vẫn trốn thoát. Ác bà nhìn Huyền Âm, người 1 đánh 8, mà chỉ đánh tàn phế 1 người. Mặt Huyền Âm không đổi sắc nói, ừ, mặc dù 8 huyết thi đều là cường giả bán bộ khai đạo nhưng trình độ của chúng quá yếu kém, sức chiến đấu không ổn. Còn kiếm tu thiếu niên đó thì cảnh giới quá thấp, sức chiến đấu bình thường, không đánh nhắc đến. Nếu không phải hắn nhờ vào thanh kiếm đặc biệt để chạy trốn cực nhanh thì ta đã giết được hắn rồi. Ác bà im lặng một lúc rồi nói, Huyền Dương, Thương Việt, các ngươi đi xử lý chuyện này, tốt nhất có thể bắt sống thiếu niên đó. Hư ảnh và bóng hồng đằng sau bà ta hơi cúi người xuống, sau đó xoay người biến mất khỏi đó. Ác bà nhìn Huyền Âm trước mặt, người đến nền văn minh vũ trụ Hồng Nguyên một chuyến, bảo chúng chuẩn bị hết những gì chúng ta cần. Huyền Âm do dự, sau đó nói, nếu chúng đùn đẩy. Ác bà lạnh lùng nói, chúng dám. Huyền Âm không nói thêm gì nữa, hơi cúi người, sau đó lặng lẽ rời đi. Ác bà đứng đó híp mắt lại, ánh mắt lóe lên vẻ ác độc chân vũ trụ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân bỗng xuất hiện ở một tinh vực thời không. Vừa bước ra sắc mặt Diệp Quân lập tức trở nên trắng bệch. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó vội vàng lấy một viên đan dược ra rồi uống. Một lúc lâu sau, vẻ mặt hắn mới hồi phục. Diệp Quân cúi đầu nhìn cơ thể mình, trên người hắn có rất nhiều vết nứt li ti nhưng đang dần biến mất. Thấy thế Diệp Quân nở nụ cười, bây giờ cơ thể hắn có thể mạnh được hơn một chút rồi. Lúc này Sậu Nguyên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân. Ông ta nhìn xung quanh khẽ nói, đến rồi sao? Thật ra ông ta cũng không hiểu lắm về di tích bí cảnh đó. Dù sao cũng đã qua quá lâu rồi. Diệp Quân nói, tọa độ hiển thị ở đây. Dứt lời,
hắn nhìn kỹ xung quanh, lúc này họ đang ở trong một tinh vực chưa biết tên, các tinh cầu lơ lửng nhưng không có sự sống. Đây là vực tinh vực chết. Diệp Quân nhìn Sấu Nguyên cười khổ, ta phải nhớ kỹ lại đã, dù sao cũng đã quá lâu rồi. Diệp Quân cười nói, không vội. Dứt lời, hắn gọi Nhất Niệm ra. Sau khi ra ngoài, Nhất Niệm ai oán nhìn Diệp Quân. Diệp Quân bật cười, sau đó ngồi xuống, lấy một con dê ra bắt đầu nướng. Sấu Nguyên nói, cậu Diệp, khoan đã, tôi đi thăm dò, dứt lời, ông ta biến thành một tia sáng, sau đó biến mất ở tận cuối tinh không đằng xa. Nhất Niệm ngồi xuống đối diện Diệp Quân, nhìn chằm chằm con dê trong tay Diệp Quân, ánh mắt sáng rực. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, cô nhóc này cũng tham ăn quá. Một lúc sau, Diệp Quân đã nướng con dê đến vàng óng, hắn lấy một ít gia vị ra rắc lên đó, chốc sau là thơm phức. Nhất Niệm khẽ liếm môi, sau đó lẳng lặng cất kẹo hồ lô vào. Diệp Quân xé một cái đùi dê đưa cho Nhất Niệm nhận lấy gặm. Diệp Quân nói, ăn từ từ thôi, không ai dành của muội đâu. Nhất Niệm ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, nhếch môi rồi tiếp tục ăn. Diệp Quân khẽ cười, sau đó cũng xé một cái đùi, hắn gặm một miếng, thịt dê thơm ngon mềm mại, rất ngon. Tay nghề của mình lại tiến bộ rồi. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn tận cuối tinh không, lúc này suy nghĩ của hắn lạc trôi đến hệ Ngân Hà. Cũng không biết bây giờ hai cô gái kia sống thế nào, nên quay về thăm họ rồi. Lúc này Nhất Niệm ngồi xuống bên cạnh Diệp Quân, cô ta đã gặm sạch sẽ cái đùi dê trong tay, cô ta lại xé một cái đùi khác, sau đó xé một miếng thịt đưa vào miệng Diệp Quân khẽ há miệng ăn. Nhất Niệm cong môi, sau đó tiếp tục ăn. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm cực kỳ vui sướng cũng cười nói, Nhất Niệm, muội có ước mơ gì không? Nhất Niệm suy nghĩ một lúc, sau đó nói, từ chức, nuôi dê, ăn thịt dê. Dê! Diệp Quân bật cười, muội yên tâm, chuyện muội từ chức cứ để ta, đến lúc đó ta đánh không lại, ta sẽ dẫn cô của ta đến từ chức giúp muội. Nhất Niệm chần chừ, sau đó nói, bà ấy nguy hiểm quá. Diệp Quân cười nói, không sao. Muội là người của mình, bà ấy sẽ không làm hại muội. Nhất Niệm vội gật đầu, được. Diệp Quân còn định nói gì, đúng lúc này Sậu Nguyên bỗng xuất hiện cách trước mặt Diệp Quân không xa. Diệp Quân nhìn Sậu Nguyên, ông ta trầm giọng nói, cậu Diệp, tìm được rồi. Diệp Quân vội đứng lên, sau đó nói, ở đâu? Sậu Nguyên chỉ về phía xa, ở phía trước, cách đây 10 vạn dặm. Diệp Quân nói, đi thôi. Nhưng Sậu Nguyên lại lắc đầu, khoan đã. Diệp Quân nhìn Sấu Nguyên trầm giọng nói, xung quanh di tích bí cảnh đó có rất nhiều khí tức không rõ ràng, có lẽ đã có người phát hiện ra di tích nền văn minh này. Nghe thế sắc mặt Diệp Quân thay đổi. Sấu Nguyên lại nói, nhưng hiện giờ, chúng không thể phá hủy thuật trận pháp mà nền văn minh thuật giả ta để lại. Diệp Quân hỏi, người trong tối đó có mạnh không? Sấu Nguyên gật đầu, có vài cường giả, đều là bán bộ khai đạo nhưng chúng đều ẩn nấp trong tối. Không lộ mặt, có lẽ chúng đều kiêng dè lẫn nhau. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ông có thể phá được thuật trận pháp đó không? Sấu Nguyên lắc đầu, nếu thuật chủ vẫn còn, ông ấy có thể phá được, ta không hiểu biết về thuật pháp nhưng thanh kiếm trong tay Diệp công tử chắc là có thể phá được đấy. Diệp Quân nhìn kiếm thanh huyên trong tay, dĩ nhiên kiếm này có thể làm được, chỉ là nếu dùng kiếm này cưỡng ép phá trận pháp, e là động tĩnh quá lớn. Sấu Nguyên nhíu mày. Diệp Quân xoay người nhìn tinh không đằng xa, tạm thời cứ từ từ. Lúc này, cho dù hắn tạm thời phá trận pháp, cũng nhất định sẽ bị cường giả của rất nhiều nền văn minh nhắm tới. Đương nhiên bây giờ hắn vẫn khá sợ các cường giả nền văn minh bình thường. Chủ yếu là hiện giờ điều hắn lo là tổ chức bí ẩn đó, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Sấu Nguyên biến sắc, có rất nhiều cường giả đang chạy đến bên này, bảo vệ. Dứt lời. Bảy huyết thi trong tiểu tháp xuất hiện xung quanh Diệp Quân, bảo vệ Diệp Quân. Diệp Quân. Diệp Quân bỗng quay đầu lại nhìn bên phải, cuối tầm mắt, hàng trăm cường giả đỉnh cấp đột nhiên phá tan hư không chạy đến. Người dẫn đầu là một người đàn ông, khoảng 20 tuổi, tay cầm một chiếc quạt ngọc, mặc áo bào trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo sam, cả người thẳng tắp. Hai bên người đàn ông là hai ông lão, một người mặc áo bào trắng, một người áo bào đen. Hai người đều cầm kiếm dài trong tay, khí tức được thu lại.
hai người đều là cường giả cảnh giới bán bộ khai đạo. Kiếm tu cảnh giới bán bộ khai đạo. Sau lưng hai ông lão này là những cường giả toàn thân mặc đồ đen, đeo trường đao, những cường giả này đa phần đều đạt tới 10 phần thần tính, còn lại thấp nhất cũng là 8 phần thần tính. Nhìn thấy trận thế này, sắc mặt Diệp Quân thay đổi. Vì hắn nhận ra phía sau thiếu niên này ít nhất có 30 cường giả 10 phần thần tính. Phải nói là trận thế này hơi mạnh. Lúc này Sậu Nguyên bên cạnh Diệp Quân bỗng nói, cậu Diệp, thiếu niên đó không phải đàn ông mà là phụ nữ. Nghe thế Diệp Quân hơi sửng sốt, hắn nhìn thiếu niên đi đầu đó, nhìn kỹ lại thì quả nhiên thiếu niên này môi đỏ răng trắng, mày thanh mắt tú, trước ngực hơi gồ lên không giống cơ ngực bình thường. Nữ giả nam. Ngay lúc này, đôi mắt sắc như kiếm của kiếm tu đồ trắng bên cạnh cô gái đó nhìn sang Diệp Quân, thoáng chốc kiếm thế bao phủ lấy Diệp Quân. Diệp Quân nhíu mày, Sấu Nguyên ở một bên bỗng tiến đến trước mặt Diệp Quân, sau đó vung tay áo lên, kiếm thế đó lập tức bị đẩy lùi. Kiếm tu áo trắng đó híp mắt nhìn Sấu Nguyên, kiếm trong tay bỗng rung lên, ý chí chiến đấu và kiếm y vô hình bao phủ cả tinh vực. Mặt Sấu Nguyên không đổi sắc, tay phải ông ta để ra phía sau, lạnh nhạt nhìn lão kiếm tu áo trắng đó. Lão kiếm tu áo trắng đang định xuất kiếm thì lúc này cô gái bên cạnh ông ta bông cầm quạt ngọc chắn lão kiếm tu bên cạnh lại, mỉm cười nói tả lão, không cần như thế. Lão kiếm tu áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quân ở phía xa, thiếu niên đó cứ nhìn chằm chằm tiểu thư, hắn vô lễ thật đấy, đúng là đáng chết. Cô gái quay đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa, khẽ cười nói ta cải trang thành nam, vốn dĩ đã hơi không khác thường, hắn nhìn ta cũng chỉ là tò mò, chẳng có gì là không đúng cả. Ông lão kiếm tu áo trắng vẫn nhìn Diệp Quân, mạo phạm tiểu thư, đáng chết. Cô gái mỉm cười, bình tĩnh nói, tả lão muốn dạy ta cách làm việc thế nào à? Ông lão kiếm tu áo trắng biến sắc, lập tức thu lại ánh mắt và kiếm thế của mình, sau đó hơi cúi người xuống, thuộc hạ không dám. Cô gái nhìn ông lão kiếm tu áo trắng rồi nói, tâm địa hẹp hòi là gốc rễ của tai họa, tả lão, khi bước ra khỏi nhà ông phải thay đổi tính cách của mình. Đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà ra tay giết người, khi không gây ra tai họa. Mặc dù thực lực của Đại Chu chúng ta không yếu nhưng phải biết núi này cao còn có núi cao hơn, trong vũ trụ bao la này không phải là không có người ai có thể cai trị được chúng ta, hiểu chưa? Ông lão kiếm tu áo trắng cung kính nói, tiểu thư dạy chí phải. Cô gái xoay người nhìn Diệp Quân ở đằng xa, mỉm cười, sau đó gấp quạt, cách không trung chắp tay lại. Diệp Quân sửng sốt. Sau đó cũng chắp tay kính lễ. Cô gái dẫn đoàn người xoay người rời đi. Sấu Nguyên bên cạnh Diệp Quân khẽ nói, cô gái này không đơn giản, ta lại không thể cảm nhận được khí tức của cô ta. Diệp Quân cười nói, vũ trụ mênh mông, người có tài nhiều vô số kể. Sấu Nguyên gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nhìn đằng xa, chắc là họ cũng đến đây vì di tích nền văn minh bí ẩn đó. Trong mắt Sấu Nguyên hiện lên vẻ lo lắng. Bây giờ chuyện này hơi khó giải quyết rồi. Diệp Quân cười nói, gặp được cơ hội thì làm thôi. Sấu Nguyên gật đầu, nghe theo cậu Diệp. Diệp Quân nhìn Nhất Niệm ở một bên, lúc này Nhất Niệm đã gặm sạch sẽ cả con dê, miệng dính đầy dầu. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, hắn đi đến cạnh Nhất Niệm, sau đó lấy một tờ giấy ra lau miệng cho cô ta. Nhất Niệm ngọt ngào cười, sau đó nói, một con không đủ ăn. Diệp Quân bật cười, lần sau nướng hai con cho muội, à không, phải ba con chứ. Nhất Niệm mừng rỡ, vội gật đầu, được được, Diệp Quân khẽ cười, đi thôi. Nhất Niệm lại nói, ta vào trong tiểu tháp. Dứt lời, cô ta quay lại tiểu tháp, lại bắt đầu nghiên cứu thời không bí ẩn đó. Hiện giờ cô ta không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa. Bây giờ hướng nghiên cứu chủ yếu của cô ta là làm sao để thời gian và phương pháp tu hành trong thời không này trở nên đơn giản hơn, như thế phu quân của mình có thể sử dụng. Còn phải đơn giản hơn một chút. Trong lòng cô ta, Diệp Quân đã là người của mình rồi. Ở bên ngoài, Diệp Quân cũng bảo đám người Sấu Nguyên quay vào trong tiểu tháp, người càng nhiều thì càng dễ thu hút ánh mắt của nhiều người, một người thì tiện hơn rất nhiều. Một lúc sau, Diệp Quân đến một dãy núi rộng lớn, hắn đứng trên một đỉnh núi, từ vị trí này có thể nhìn thấy biển mây cuồn cuộn ở phía xa, dãy núi thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây giống như một con rồng thần thượng cổ ngủ đông, trải dài cả trăm vạn dặm, cực kỳ hoành tráng. Mà cách đó cả ngàn trượng,
phía trên một ngọn núi có một cánh cổng quỷ bằng đồng, cánh cổng này cao đến vạn trượng, được làm bằng đồng bí ẩn, xung quanh cánh cổng có khắc vẽ các hình tượng hung ác mặt người, mặt thú. Xung quanh cánh cổng quỷ bằng đồng có năng lượng bí ẩn dao động. Lúc này Sấu Nguyên bỗng nói, năm đó lúc bọn ta đến đây, cánh cổng quỷ bằng đồng vẫn chưa xuất hiện, xem ra có người đã phá vỡ trận pháp của bọn ta. Diệp Quân nhìn xung quanh, trong tối quanh đó có rất nhiều khí tức không rõ. Diệp Quân đang muốn nói gì đó, ngay lúc này cô gái từng có duyên gặp hắn một lần bỗng xuất hiện cách cánh cổng quỷ bằng đồng không xa, cô gái nhìn quanh, cười nói, các vị, ta có cách phá được trận pháp di tích thượng cổ này. Nhưng trên đời làm gì có đồ miễn phí, ai muốn vào trong di tích này đều phải nộp 30 tổ mạch cho ta, không biết các vị thấy thế nào. Xung quanh tĩnh lặng, không ai đáp lời. Cô gái cười nói, nếu các vị không nói gì thì cứ tiếp tục đợi đi, đợi đến 1000 năm sau. Dứt lời, cô ta định xoay người đi. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên từ đằng xa, cô có thể phá được trận pháp này thật sao? Cô gái dừng bước, cong môi nói, dĩ nhiên. Giọng nói đó trầm giọng nói, nếu cô có thể phá được trận pháp này, ta sẵn lòng trả 30 tổ mạch. Một giọng nói khác cũng vang lên, ta cũng sẵn lòng. Chẳng mấy chốc đã có mười mấy giọng nói vang lên, họ cũng không ngu ngốc, 30 tổ mạch đối cũng không nhiều nhặn gì với họ. Di tích văn bí trước mặt này thoạt nhìn không tầm thường, phải biết trận pháp này đều là trận pháp vũ trụ nền văn minh cấp 4, bên trong chắc chắn là một di tích vũ trụ nền văn minh cấp 4. Cô gái khép cánh quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay cười nói, ta nói trước nhé, sau khi phá được trận pháp này, nếu các vị muốn đi vào, nhưng lại không trả tiền thì ta không khách sáo đâu đấy. Cô ta vừa dứt lời, hai ông lão kiếm tu bỗng xuất hiện bên cạnh cô ta. Hai kiếm tu cảnh giới bán bộ khai đạo. Vài người ẩn nấp xung quanh đều kinh ngạc. Cô gái không nói gì, xoay người nhìn cánh cổng quỷ bằng đồng phía xa, sau đó xòe tay ra. Một cái long ấn màu vàng xuất hiện trong tay cô ta, sau đó linh khí cả trời đất chủ động lao về phía long ấn màu vàng này như thủy triều. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Vẻ mặt Diệp Quân cũng cực kỳ nghiêm trọng, vì hắn thấy linh khí trên tinh cầu này đều đang hướng về long ấn này. Lúc này Sấu Nguyên bỗng nói, trong long ấn trên tay cô ta có chứa linh tổ. Nghe thế Diệp Quân cũng rất ngạc nhiên, hắn nhìn long ấn đó, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh tổ ngoài tiểu bạch. Sấu Nguyên nói, linh khí màu vàng nhạt, cấp bậc của linh tổ trong long ấn này cao như thế, thực lực đằng sau cô nương này không tầm thường. Diệp Quân bình tĩnh nói, mới chỉ là màu vàng nhạt, tiểu bạch nhà ta màu tím đậm, thêm cả màu bí ẩn. Sấu Nguyên, cô gái cầm long ấn trong tay nhẹ nhàng đưa ra đằng trước, lẩm bẩm, hoàng thất đại chu đến đây, vạn pháp lùi. Cô ta nhẹ nhàng che lại. Một luồng khí tức bí ẩn đột nhiên tản ra, ngay lập tức trận pháp bảo vệ cánh cổng quỷ bằng đồng phía xa rung lên dữ dội, sau đó tiêu tán từng chút. Thấy thế Diệp Quân hơi phấn khích, tháp ra, người nói xem có phải chúng ta cũng có thể đặt tiểu bạch vào trong một ấn không? Sau đó đi đến đâu cũng có thể nói, nhà họ Dương ở Quan Huyên đến đây, vạn bảo mau đến. Tiểu tháp bình tĩnh nói, bỏ nó vào trong ấn, người muốn chết phải không, Diệp Quân? Tiểu tháp nói tiếp, nó bảo ngươi vào trong ấn còn nói được. Diệp Quân bật cười. Sau khi trận pháp ở phía xa được phá giải, cô gái đó thu long ấn màu vàng lại, sau đó nhìn xung quanh, mỉm cười nói, các vị, trận pháp đã được phá. Lúc này một hư ảnh bỗng xuất hiện trước mặt cô gái, gã xòe tay ra, một chiếc nhẫn bay đến trước mặt cô gái. Cô gái nhận lấy chiếc nhẫn, khẽ gật đầu. Hư ảnh đó biến thành luồng sáng đen đi vào trong cánh cổng quỷ bằng đồng. Chẳng lâu sau, liên tục có người đi vào trong cánh cổng quỷ bằng đồng. Không ai là ngoại lệ, đều nộp cho cô ta 30 tổ mạch. Không còn cách nào khác, thực lực của hai kiếm tu phía sau cô gái quá mạnh, không ai muốn đối địch với hai người này. Không lâu sau, cô gái đã thu về được hơn 300 tổ mạch. Thấy thế Diệp Quân hơi ngưỡng mộ. Đây quả thật là biết cách kiếm tiền. Không nghĩ nhiều, Diệp Quân cũng đi ra ngoài, cô gái thấy là Diệp Quân bèn mỉm cười, Diệp Quân hơi tò mò nói, trong long ấn đó của cô nương là linh tổ sao? Cô gái cũng giấy, khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nói, lấy linh tổ làm linh. Cô gái cười nói, không phải, chủ yếu là trong long ấn này có long khí của các đế hoàng ở Đại Chu ta,
long khí này có tác dụng với bà ấy nên bà ấy cam tâm ở lại bên trong. Diệp Quân nói, thì ra là thế. Dứt lời, hắn lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho cô gái. Trong chiếc nhẫn vừa đúng 30 tổ mạch. Cô gái nhìn chiếc nhẫn trước mặt, cười nói, thôi, công tử vào đi. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, tại sao không lấy của ta? Cô gái mỉm cười nói, trước đó người của ta đã mạo phạm đến công tử, mong công tử đừng để bụng. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, cô nương nói quá rồi, chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi. Nói đến đây hắn nhìn cô gái, ta tên là Diệp Quân, nên xưng hô với cô nương là gì nhỉ? Cô gái nói, Chu Phản, Diệp Quân gật đầu, sau đó cười nói, Phản cô nương, vậy ta vào trong trước. Dứt lời, hắn vẫn để chiếc nhẫn lại chỗ cũ, sau đó xoay người đi về phía xa. Diệp công tử, Chu Phản bỗng nói. Diệp Quân xoay người nhìn Chu Phản chỉ vào chiếc nhẫn trước mặt, giả bộ không vui nói, lẽ nào Diệp công tử vẫn còn giận sao? Diệp Quân lắc đầu, không. Chu Phản cười nói, vậy mong công tử cất chiếc nhẫn này đi. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó cất chiếc nhẫn đi, chắp tay lại nói, cảm ơn cô. Chu Phản mỉm cười, người khách sáo quá. Diệp Quân không nói gì thêm nữa, xoay người biến thành một tia kiếm quang đi vào trong cánh cổng quỷ bằng đồng. Lão kiếm tu áo trắng phía sau Chu Phản trầm giọng nói, tiểu thư, người này có gì đáng để kết bạn chứ? Cảnh giới thấp như thế, nếu ở Đại Chu thì chẳng xứng xách giày cho tiểu thư nữa kìa. Chu Phản mỉm cười, tinh thần thoải mái là cánh cửa của phước lành, tả lão, tốt hơn là trái tim nên khoan dung một chút mới tốt. Tả lão còn muốn nói gì đó nhưng ông lão mặc đồ đen bên cạnh ông ta bỗng giận dữ hét lên, câm miệng, tiểu thư là đang ngăn nghiệp chướng thay ngươi, ngươi tu đạo bá kiếm đến mức đầu óc hỏng luôn rồi phải không? Cảnh giới của thiếu niên thấp như vậy, nhưng hắn không kiêu căng tự ti, cực kỳ bình tĩnh, thiếu niên này làm sao có thể là người bình thường được? Mặt tả lão không cảm xúc, ngoài nền văn minh thiên hành, Đại Chu ta tung hoành ngang dọc. Ông lão áo đen cực kỳ tức giận. Chu Phản không hề giận mà cười hỏi, nếu hắn là người của nền văn minh thiên hành thì sao? Tả lão sừng sốt, sau đó lắc đầu như chống bỏi, không thể nào, tuyệt đối không thể, thuộc hạ không có bản lĩnh khác nhưng khả năng nhìn người là tốt nhất Đại Chu. Thuộc hạ nghĩ hắn cùng lắm là người được thế lực nào đó nuôi dưỡng ở bên ngoài để trải nghiệm, cùng lắm là thế hệ thứ hai thôi. Chu Phản lắc đầu cười với vẻ hết nói nổi rồi tiếp tục thu lệ phí vào cửa. Người xung quanh nhanh chóng đi vào gần hết. Cô ta nhìn chiếc nhẫn trong tay, nhếch mép cười, không ngờ kiếm được hẳn một khoản thế này, mình đúng là thiên tài mà. Hi hi, gần 400 tổ mạch, đương nhiên là một khoản không nhỏ với cô ta rồi. Chu Phản bèn không nhịn được một tiếng thở dài, kiếm tiền từ người giàu dễ thật ấy. Rồi nói với tả lão, ta sẽ đưa Hữu lão vào, ông canh chừng ở đây. Ai muốn vào thì thu 30 linh mạch. Nếu kẻ đó mạnh quá thì khỏi, cứ cho vào, đừng làm gì gây xích mích biết chưa. Tả lão tuy có chút không cam lòng nhưng vẫn không dám làm trái lời, chỉ đành gật đầu ta rõ rồi. Chu Phản nheo mắt, rõ thật không đấy. Tả lão lại phải gật đầu thật. Chu Phản cười cười, không nói gì thêm. Tả lão tuy không được tốt tính nhưng sức mạnh vẫn nằm ở hàng đầu, ít có ai làm gì được ông ta. Rồi cô ta xoay người. Đưa Hữu lão đi vào thanh đồng quỷ môn. Để tả lão đứng đó với vẻ bực dọc, tiểu thư không đưa ông ta đi cùng, chẳng lẽ vì chê ông ta có tầm nhìn hạn hẹp. Rõ ràng ông ta biết nhìn xa trông rộng thế cơ mà. Đúng lúc này, thời không ở xa chợt nứt ra, một bóng người mờ ảo và bóng hồng bay vụt ra ngoài, lập tức khiến sóng xung kích vô hình khuếch tán đi bốn phía. Tả lão nhíu mày, vung tay lên đập vỡ làn sóng. Ánh mắt ông ta nhìn hai người kia nhiễm vẻ khó chịu. Bọn họ chính là Huyền Dương và Ác Đạo Thương Việt của Ác Đạo Minh. Từ khi có lệnh của Ác Bà, hai người họ không ngừng truy đuổi Diệp Quân, trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được tung tích của hắn. Thanh đồng quỷ môn đập vào mắt, nhưng khi họ vừa rậm chân muốn bước vào thì bị tả lão cản lại với vẻ mặt lạnh lùng, ai muốn qua cửa thì nộp 30 tom. Huyền Dương cau mày, tại sao? Tả lão đang lúc bức bối. Nghe vậy thì nổi cơn xung thiên, ông nói mi nộp thì nộp ra, hỏi hỏi làm quái gì. Huyền Dương, Ác Đạo Thương Việt mở miệng, các hạ có ý gì? Tả lão liếc xéo cô ta, vừa định đốp chát thì chợt nhớ lời Chu Phản dặn dò,
bèn ráng nhịn xuống, không có ý gì. Ai muốn qua cửa thì nộp 30 tom. Ác đạo Thương Việt hỏi lại, tại sao? Tả lão chơ chơ đáp, không muốn giải thích. Huyền Dương nổi điên, lập tức vung cú đấm vào mặt ông ta. Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên bị khinh thường đến vậy. Thằng già này là thứ chó gì? Ác đạo Thương Việt cũng không chịu thua kém, hóa thành một tia sáng đỏ vồ tới. Tả lão thấy hai người ra tay tấn công thì máu nóng bốc lên, không chịu thua kém mà rút kiếm chém một đường, để kiếm quang nổ ra ngay trước mắt. Quỳnh! Âm thanh điếc tai vang khắp bốn phương khi kiếm quang vỡ nát. Dù sao cũng là một chọi hai, tả lão không khỏi bị đẩy lùi. Ông ta dừng lại cách đó mấy nghìn trượng, nhìn hai đối thủ với vẻ hoảng hốt, có bản lĩnh. Huyền Dương lạnh lùng phun ra, mi là cái thá gì? Tả lão cười khẩy, còn mi được tới đâu? Dứt lời, ông ta lại rút kiếm khỏi vỏ, chém một tia kiếm quang về phía đối thủ. Tuy là một chọi hai, nhưng ông ta không hề nao núng. Bởi dù sao cũng là kiếm tu. Thấy tả lão tiếp tục tấn công, Huyền Dương và ác đạo Thương Việt lộ rõ sát ý trong mắt, đồng thời biến mất tại chỗ. Hai luồng sức mạnh đáng sợ vút qua. Quỳnh! Từng tiếng nổ rền vang dậy sóng vang lên, thời không quanh trận đại chiến sụp đổ từng chút một. Tuy tả lão rất mạnh, kiếm mang cũng rất bén, nhưng chưa được bao lâu đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Hai đối thủ cũng mạnh không kém bắt tay nhau hoàn toàn chấn áp, làm ông ta chỉ có thể dùng phi kiếm mà miễn cưỡng tránh né. Một khắc sau, rầm, tả lão bị đánh bay đi nghìn trượng, ánh mắt nhìn hai người kia đã trở nên trầm trọng, thầm nghĩ hai tên này không phải dạng vừa. Huyền Dương nhếch mép cười nhạo, tưởng ngon lắm mà, chạy đi đâu? Tả lão tức tối, có giỏi thì qua đây một chọi một. Huyền Dương, ta không thích, ngươi làm gì được ta? Tả lão khinh bỉ, ngươi tưởng chỉ mình ngươi có thêm người. Nói xong, ông ta bóp vỡ một mảnh phù lục, hàng loạt khí tức hùng hậu tuôn ra giữa không trung khi mấy trăm cường giả mặc áo đen, tay cầm trường đao xuất hiện. Sắc mặt Huyền Dương sạm đi, hỏi, ngươi đến từ văn minh nào? Tả lão cười to, đếch nối. Đồ ngu! Huyền Dương gầm lên, ngươi có biết bọn ta là ai không? Tả lão bày ra vẻ chê bai, mặc kệ. Chém chết chúng nó. Ông ta dẫn đầu xông lên, hóa thành kiếm quang đánh tới. Trừ văn minh thiên hành ra thì đại chu còn phải sợ ai chứ? Đánh trước nói sau. Những cường giả áo đen đi theo ông ta thấy vậy thì đồng loạt xông lên. Huyền Dương thấy thế thì sắc mặt khó coi vô cùng. Mẹ nó, thằng cha ngu ngục này từ nơi nào ra vậy chứ? Đúng là chó má mà. Đại chiến tiếp tục. Bên kia. Sau khi bước qua thanh đồng quỷ môn, Diệp Quân xuất hiện giữa một cánh đồng hoang. Cách đó trăm trượng có những pho tượng đá kỳ lạ, mất tay, rũ đầu, mắt nhìn xuống đất, có cái không còn nguyên vẹn. Bốn bề tiêu điều sắc sơ. Diệp Quân thầm hỏi trong lòng, trước kia ông chưa từng đến đây sao? Sấu Nguyên đáp phải, vì cấp bậc không cao, sức mạnh cũng không đủ nên không có tư cách. Diệp Quân gật gù rồi quan sát xung quanh. Hắn vừa ngự kiếm bay lên thì bị một luồng sức mạnh bí ẩn phủ lấy. Hắn biến sắc, lập tức muốn quay lại mặt đất nhưng đã muộn. Rắc! Hắn rụng xuống như một quả sung, và đập ầm ầm khiến cả một vùng đất nứt nẻ. Một hồi lâu sau, hắn mới vất vả bò ra được khỏi hố sâu, choáng váng ngồi ở một bên. Sấu Nguyên nói, có cấm chế bí ẩn ở đây. Diệp Quân lắc đầu một cái thật mạnh cho cảm giác váng vất tiêu biến rồi ngẩng đầu nhìn lên cao. Trầm giọng nói, nó mạnh thật. Sấu Nguyên, nơi này ít nhất là văn minh cấp 4, Diệp Thiếu phải cẩn thận. Diệp Quân gật đầu, đứng lên rồi nhìn những pho tượng đá. Cái nào cái nấy cũng vô cùng khổng lồ, cao đến mấy trăm trượng, mang lại cảm giác áp bách vô hình. Hắn vừa nhấc chân đi tới thì nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, hóa ra chính là Chu Phạn và một ông lão áo đen cầm kiếm. Cô ta mỉm cười chào hỏi, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân đáp lễ, Phạm cô nương cũng có hứng thú với tượng đá này. Chu Phạn gật đầu, liếc mắt nhìn chúng, công tử hãy quan sát cho kỹ. Diệp Quân làm theo, phát hiện dưới chân mỗi pho tượng đều có phù văn bé xíu như nòng nọc bơi lội. Hắn thắc mắc, đó là gì? Chu Phạn mỉm cười, mấy tượng đá này không đơn giản đâu,
mỗi cái đều chứa một phương pháp tu hành xa xưa và thuật thần thông nữa. Cô ta đi tới dưới một pho tượng, quan sát một hồi rồi nói, đây là một quyển thuật pháp thần thông. Diệp Quân ngạc nhiên, cô nương biết chữ viết của văn minh này ư? Chu Phản lắc đầu, không biết. Diệp Quân càng sửng sốt, thế. Chu Phản nhoẻn cười, ta đoán. Diệp Quân đen mặt, định chơi hắn à? Chu Phản nâng quạt lên che miệng cười, không phải ta đùa giỡn với Diệp công tử. Tuy là đoán nhưng cũng không phải đoán mò, công tử đến đây nhìn kỹ xem. Diệp Quân nghe lời làm theo, Chu Phản vung nhẹ quạt lên, chỉ thấy những ký tự lạ lùng kia như sống dậy, hóa thành những dải sáng lượn vòng trên cao. Diệp Quân sửng sốt, đây là gì vậy? Chu Phản, diễn võ, một thuật thần thông đặc biệt của hoàng tộc Đại Chu. Phàm trên đời có thứ gì cũng có thể diễn võ. Lại một cái vung quạt, dải sáng kia nhập vào tượng đá, trở về lặng im. Chu Phản thì thầm, chúng đều là những phương pháp tu hành cực kỳ lâu đời, dù đã qua rất nhiều năm nhưng vẫn còn ở cấp bậc cao nhất, cho dù là ở văn minh cấp 4. Cô ta liếc sang, thấy Diệp Quân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chút tham lam thì lại càng thêm tò mò. Diệp Quân đương nhiên không có hứng thú gì với những công pháp tu hành và thuật thần thông này. Công pháp hắn đang dùng có lẽ không phải hàng tốt nhất vũ trụ nhưng cũng là cao cấp nhất. Tất cả kiếm kỹ hắn học đều xuất phát từ cha, có lẽ không phải mạnh nhất nhưng đều có thể tiếp tục phát triển, hơn nữa cũng phù hợp hắn nhất. Hắn nhìn sang, thấy Chu Phản không có chút tham lam thì cũng sinh lòng hiếu kỳ. Cho dù ở văn minh cấp 4, những thứ này vẫn thuộc hàng cao cấp nhất. Vậy mà cô ta không hề động lòng. Chu Phản chợt cười nói, đi thôi. Rồi nhấc chân xoay người. Diệp Quân cũng làm theo. Họ không lấy tượng đá đi, cũng không sao chép gì trong đó. Sầu Nguyên không nhịn được mà buột miệng, Diệp thiếu, công pháp và thần thông trong tượng đá đều rất cao cấp, cậu có thể mang đi. Diệp Quân quả quyết lắc đầu, đáp, không được, đã ra vẻ thì phải làm tới cùng. Cô ta đã không cần thì ta cũng mặc kệ. Sầu Nguyên nghe mà tê dại. Làm màu tới vậy luôn. Hôm nay ta bùng nổ, muốn ra vẻ tới cùng, mấy người tự chuẩn bị đi. Hai người đều không muốn sở hữu những thứ kia, chẳng mấy chốc đã đi thật xa. Khiến Sậu Nguyên thở dài trong lòng. Ông ta nhận ra vị Diệp thiếu này cái gì cũng tốt, chỉ là thích làm ra vẻ. Mặt mũi thật sự quan trọng tới vậy à? Đồng thời, ông ta cũng tò mò không biết Diệp thiếu học cái tính này từ ai, mà đôi khi ra vẻ tới mức ông ta thấy tê cả da đầu. Trên đường đi, Chu Phản mở miệng hỏi, ta mạn phép hỏi một câu, Diệp công tử chủ tu kiếm thuật sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Chu Phản lại hỏi, vậy ngươi có biết Tâm Học Kiếm Tông không? Diệp Quân lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Chu Phản cười cười, nếu có nhu cầu, công tử có thể ghé một chuyến. Diệp Quân ngạc nhiên hỏi lại, bọn họ có gì đặc biệt lắm sao? Chu Phản gật đầu. Họ là một tông môn kiếm tu chủ tu tâm học rồi dung nhập vào kiếm, có rất nhiều cường giả kiếm tu cao cấp. Nếu Diệp công tử chưa từng thấy học phái như họ thì nên đi xem, chắc chắn sẽ được mở mang tầm mắt. Diệp Quân tỏ vẻ hứng thú, bọn họ ở đâu? Hắn rất muốn được chạm mặt với kiếm tu cao cấp ở vũ trụ khác, tốt nhất là có thể giao lưu học hỏi một phen. Chu Phản cười đáp, ta có thể dẫn ngươi đi. Diệp Quân ngẩn ra, méo miệng cười, làm vậy. Không tốt lắm đâu hả? Chu Phản hỏi ngược, có gì không tốt? Diệp Quân, chủ yếu là sợ làm phiền cô nương. Chu Phản cười, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Quân đáp lễ, vậy được. Trong lúc trò chuyện, họ đã đi đến một sơn cốc nọ. Nhìn vào sâu bên trong, chỉ thấy ở nơi tận cùng là ba cái mặt nạ quỷ bằng đồng, bên trên là một cây cổ thụ vàng óng xa xưa vươn thẳng đến trời cao, che khuất bầu trời như một tán dù khổng lồ. Nhưng nó chỉ còn trơ trọi thân cây mục giữa khô héo. Đứng bên dưới đó là tầm 6, 7 người đang dùng phương pháp đặc biệt để giấu đi khí tức, vì vậy cũng không biết dung mạo trông ra sao. Chu Phản nói, chúng ta đến xem. Diệp Quân đồng ý. Bọn họ nhanh chóng đi đến. Diệp Quân quan sát ba cái mặt nạ quỷ, thấy cái ở giữa có màu đồng đỏ và cặp răng nanh thật dài với đôi mắt lồi ra. Cái bên trái làm từ đồng xanh với hai mắt đỏ quạch và nét mặt dữ tợn, cái bên phải bình thường hơn, với đôi mắt khép hờ như đang suy tư. Lòng hứng thú bị khơi gợi, Chu Phản chậm rãi đi về phía ba chiếc mặt nạ, chợt nghe một giọng nói già cỗi vang lên, cô nương cẩn thận,
đến gần mặt nạ quỷ sẽ bị rối loạn thần trí, gặp phải ảo ảnh. Cô ta quay lại, mỉm cười nói với bóng người mờ ảo gần đó, cảm ơn đã nhắc nhở. Nhưng cô ta không những không dừng bước mà còn tăng tốc. Đúng lúc đi đến trước mặt nạ, thời không quanh cô ta chợt vặn vẹo biến hình, vô số ảo ảnh nảy ra xung quanh như điện xẹt. Chu Phạn chỉ gõ nhẹ cây quạt vào lòng bàn tay đã khiến chúng biến mất toàn bộ. Cô ta đi đến chiếc mặt nạ gần nhất, quan sát tỉ mỉ một hồi rồi cong môi nói, đây là thần bảo. Có người hỏi, cô nương, thần bảo là gì? Chu Phạn lắc đầu, tạm không biết, vì linh của nó đã say ngủ rồi. Thần bảo. Hai chữ này khiến mỗi người có mặt nảy ra tâm tư khác nhau. Chu Phạn liếc mắt nhìn họ, cười hỏi, chư vị muốn nó. Có người nói, nơi này là di tích của một nền văn minh ít nhất là cấp 4, đã là thần bảo thuộc về nó thì bọn ta muốn có cũng là thường. Chu Phạn gật gù, ta thì có một ý tưởng này, không bằng chia sẻ với mọi người. Nếu các vị thấy không được thì thôi vậy. Có người nói, mời cô nương. Chu Phạn cười, ai cũng muốn có, nhưng thần bảo chỉ có một. Để không làm mích lòng nhau, ta đề nghị sử dụng hình thức đấu giá. Ai ra giá cao nhất thì có được nó. Số tổ mạch dùng để đấu giá thì chia đều cho những người còn lại. Mọi người thấy thế nào? Đấu giá ư? Đề nghị này khiến bọn họ rơi vào im lặng. Nếu có thể không cần dùng sức mà giành được thần bảo về tay thì ai lại không muốn? Nhưng họ cũng biết nếu thật sự xảy ra tranh chấp, trừ khi có người nào mạnh hơn tất cả, chèn ép những người còn lại, bằng không tuyệt đối không có khả năng toàn mạng trở ra, bởi vì bất kỳ ai giành được thần bảo đều sẽ bị đánh hội đồng. Một giọng nói già cỗi vang lên, ta thấy cách này được. Ai ra giá cao thì có thần bảo, những người còn lại chia đầu tổ mạch với nhau, ai cũng có lời. Những người khác nghe vậy thì gật đầu đồng ý. Có tiền thì đấu giá, không tiền thì kiếm lời cách khác. Bỗng, một người đàn ông trung niên khoác áo choàng đen bước ra, nhếch mép hỏi, các vị ở đây ít nhất đều đã đến cảnh giới bán bộ khai đạo, nhưng có kẻ chỉ mới đến thần đạo cảnh mà đã dám ngang nhiên ngồi ngang hàng. Ánh mắt ông ta nhìn thẳng vào Diệp Quân. Những người khác nhìn theo. Từ lúc hắn đi đến, họ đã nhìn ra cảnh giới của hắn còn thấp, nhưng vì hắn đi cùng Chu Phạn nên không ai nói gì. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ. Ai bảo nhìn là biết cô gái kia không đơn giản rồi. Người đàn ông lại bật cười, người có tư cách gì đứng cùng bọn ta? Diệp Quân vừa toan mở miệng thì thấy một cái bóng đỏ quạch lóe lên. Sậu Nguyên. Người đàn ông bên kia biến sắc, lập tức tung cú đấm ra. Quỳnh! Sức mạnh đáng sợ bùng nổ, sau đó là người đàn ông bị đánh văng đi thi thít tắp nghìn trượng. Ai nấy đều sửng sốt. Sậu Nguyên buông lời xem thường với người đàn ông, thứ đầu đường xó chợ nhà ngươi nói chuyện với Diệp Thiếu thì cẩn thận cái mồm, coi chừng ông đây và ngươi chết. Nghe rõ chưa? Mọi người! Sắc mặt người đàn ông xấu xí vô cùng. Ông ta đưa tay lên lau vệt máu bên khóe miệng, liếc nhìn Sấu Nguyên rồi ôm quyền với Diệp Quân, thì ra các hạ ẩn giấu sâu đến vậy. Vừa rồi lỡ lời đắc tội, mong được tha thứ. Những người khác nghe ông ta nói vậy thì nhướng mày ngạc nhiên. Thầm nghĩ tên này khá. Biết mình yếu hơn là cúp đuôi rén ngay. Nhưng mà vậy cũng dễ hiểu. Nếu thanh niên này có một cường giả bán bộ khai đạo đi theo thì biết đâu còn vô số người khác nữa. Diệp Quân cũng tấm tắc, còn tưởng người đàn ông này sẽ lồng lộn lên, nào ngờ đã lập tức nói xin lỗi. Hắn bèn cười, chuyện nhỏ thôi. Người đàn ông áo đen lại ôm quyền với hắn rồi im lặng lui sang một bên. Sấu Nguyên vẫn giữ ánh mắt trên người ông ta, bước về bên cạnh Diệp Quân, cung kính nói, thuộc hạ tự tiện ra tay, mong Diệp Thiếu thứ lỗi. Diệp Quân cười, lỗi lầm gì chứ? Sau này chúng ta ở chung với nhau. Nguyên tiền bối chớ khách sáo như vậy. Sấu Nguyên lại thi lễ rồi lui về phía sau hắn. Chu Phạn ở đằng kia thoáng liếc một cái, cười nói, vậy thì không còn vấn đề gì nữa, chúng ta bắt đầu đấu giá thôi. Ta ra giá 100 tổ mạch. Cô ta hơi dừng lại trước khi tiếp lời, chỉ ra một lần. Những người khác nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, biết rằng nếu cô nương này muốn có thần bảo thì bọn họ buông tay là vừa. Ban nãy cô ta vừa kiếm được mấy trăm tổ mạch ở ngoài, thân phận rõ ràng không hề đơn giản, ở đây có ai bì được. Có người lên tiếng, 105. Chỉ thêm 5 đơn vị. Những người khác đồng loạt quay lại,
thấy đó là người đàn ông áo đen vừa giao thủ với Sậu Nguyên lúc trước. Thấy họ nhìn mình, ông ta cười cười, xin chư vị cho tại hạ chút thể diện, nhường lại vật này. 102. Có người khác lên tiếng. Sắc mặt đanh lại, người đàn ông ra giá, 150. 200. Người kia lại tăng lên. Đối phương phủ kín toàn thân, người ngoài không thấy được chân diện mục ra sao, nhưng từ giọng nói có thể phán đoán là một người già. Người đàn ông áo đen liếc mắt, 202. Đối phương, 206. Người đàn ông quét mắt nhìn, ở đây có tổng cộng 12 người, nói cách khác, bây giờ ông ta có thể có được chia hơn 20 tổ mạch. Hơn 20. Miễn phí mới là hàng ngon, ông ta bèn không ra giá nữa. Thấy người đàn ông im lặng, Chu Phạn lên tiếng, còn ai nữa không? Chỉ nghe một ông lão nói, 300. Người đàn ông khẽ nheo mắt, trong bụng mừng như chảy hội, chỉ nghĩ đến chốc nữa sẽ có thêm càng nhiều tổ mạch. Chu Phạn nhìn người bí ẩn kia. Đối phương nói ngay, 350. Ông lão nhíu mày nhìn sang. Diệp Quân cũng ngạc nhiên. 350 tổ mạch là một con số không hề nhỏ, ngay cả người nắm trong tay tài sản của hai nền văn minh như hắn cũng chỉ mới có 1.500 cái. Người kia mở miệng đã ra cái giá đó chứng tỏ tài lực không phải dạng vừa. Thế là lão ta không lên tiếng nữa. Chu Phạn cười hỏi, còn ai nữa không? Không ai nói gì. Thế là cô ta nói với người bí ẩn, vật này là của các hạ. Người kia cũng dứt khoát đẩy một chiếc nhẫn sang. Chu Phạn thoáng nhìn vào rồi chia số tổ mạch bên trong thành 12 phần bằng nhau. Diệp Quân nhòm vào chiếc nhẫn bay đến chỗ mình, thấy có 29 cái bên trong. Hắn lắc đầu cười khẽ. Vào đây không tốn công tốn sức gì mà thoát cái đã có 29 tổ mạch trong tay, phải công nhận đã thật. Nghĩ tới đây, hắn liếc nhìn Chu Phạn một cái, thầm tán thưởng cô ta đúng là ghê gớm. Những người còn lại tuy không lấy được thần bảo nhưng cũng đều vui vẻ với số tổ mạch có được. Người bí ẩn kia vươn tay thu thần bảo về. Bỗng có người đề nghị, chư vị, nơi này không đơn giản. Vì lý do an toàn, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Chu Phạn, ta thấy rất được, chư vị thế nào? Những người còn lại gật đầu đồng tình. Cho đến hiện nay thì bọn họ vẫn chung sống trong hòa bình, nếu tách ra thì ai cũng sợ sẽ bị kẻ khác đâm sau lưng. Lợi ích gì cũng đã phân chia minh bạch, ai nấy đều an tâm hơn. Chu Phạn mỉm cười, vậy chúng ta tiếp tục đi tới thôi. Những người khác gật đầu, nhấc chân đi tiếp. Hữu lão đi cạnh Chu Phạn chợt thấp giọng nói, tiểu thư, lão tả đánh nhau với người ta rồi. Chu Phạn thoáng ngẩn ra, thắng hay thua? Hữu lão, hình như chưa phân thắng bại. Chu Phạn khẽ gật đầu, vậy đối phương không hề đơn giản. Hữu lão ra xem thế nào. Ông ta lại lắc đầu, ta phải đi theo tiểu thư. Chu Phạn mỉm cười, không sao đâu. Hữu lão vẫn lắc đầu, không được, ta phải đi theo cô. Chu Phạn bất đắc dĩ, thế thì thôi vậy, nhưng hãy nói cho tả lão, đánh không lại thì chạy đi. Hữu lão gật gù, vâng. Bên ngoài, tả lão và nhóm của ông ta đang đánh hội đồng Huyền Dương và Ác Đạo. Hai người kia tuy rất mạnh nhưng cũng không địch nổi nhiều kẻ cùng một lúc. Chưa kể nhóm CG áo đen còn dùng vô số trận pháp khiến họ đau cả đầu. Huyền Dương dừng tay, tức tối hét lớn với tả lão, người biết ta là ai không? Ta là hộ sử của Ác Đạo Minh. Tả lão khinh bỉ, đánh không lại thì báo ô dù ra chứ gì. Ông đây khinh ngươi, còn giơ ngón giữa ra. Sắc mặt Huyền Dương vặn vẹo, đệt bà, văn minh của ngươi mà bị diệt thì là lỗi tại ngươi. Đệt. Tả lão gầm lên, muốn chơi chó chứ gì? Ta chơi chết cả lò nhà ngươi. Huyền Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.